Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 1739, tai họa di ngàn năm. Dung hợp nói căn nguyên cùng thời gian chính đêm tiêu huyên nhi. Lại không cảm giác được nàng ca ca khí tức. Này quá kỳ quái. Giống như cư phượng từng nói, Duy có một loại giải thích, đó chính là nàng ca ca không có ở đây, khí tức từ cái vũ trụ này biến mất, cho nên huyên nhi mới có thể không cảm ứng được. Nếu như nếu như loại thứ hai, kia chính là vì Huyên Nhi chặt đứt thời gian chính đêm tiêu. Để cho Huyên Nhi đi ra nói cùng thời gian. Để cho nàng vạn cổ trường tồn. Nhưng khi đó nam tử kia tự mình hẳn đã đi ra nói cùng thời gian hạn chế, nếu như hắn nghĩ, thậm chí hắn chắc có thể mang theo Huyên Nhi đi ra ngoài. Tại sao lại cần thời gian chính đêm hoa đâu? Kỳ quái hơn là, chính hắn lại biến mất, để cho Huyên Nhi cũng không tìm tới rồi. Cho nên ở cây nhỏ cùng cư phượng xem ra, rất có thể là loại thứ nhất suy đoán. Là nói cùng thời gian chính đêm tiêu xuất hiện vấn đề. Cái kia huy nhi ca ca là rồi kéo dài đạo tồn ở, kéo dài chư thiên đại thiên vũ trụ, từ mà chặt đứt rồi thời gian chính đêm tiêu. Ngươi nói rất đúng. Cư Phượng nói, nếu như dựa theo chúng ta như vậy suy đoán, như vậy thật rất có thể là thời gian chính đêm tiêu xuất hiện vấn đề, hoặc là nói xuất hiện vấn đề. Rầm rầm rầm. Từng trận kinh khủng uy thế, như cũ từ trên người Đường Vũ không ngừng tản ra, mà quanh thân thật sự phơi bày những thứ kia quỷ dị cảnh tượng, những đạo pháp tắt đó khí tức ở dần dần nội liễm, phản phất dung nhập vào Đường Vũ cũng trong cơ thể. Một lát sau, Đường Vũ khí tức quanh người toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, chỉ là hắn như cũ còn đang ngủ say đến. Nhưng cổ thân thể này lại tản mát ra cường đại sóng sinh mệnh, vang vang có lực nhịp tim, chấn động thời gian đều tại nghiền nát không gian đều tại sụp đổ. Cư phượng cùng cây nhỏ không khỏi lần nữa lui về phía sau, ngạc nhiên vô cùng nhìn đạo thân ảnh kia. Hắn thật giống như hoàn thành nào đó thuế biến, so với dĩ vãng mạnh hơn. Cư phượng nói, như vậy vang vang có lực tiếng tim đập, tựa như chấn động toàn bộ vũ trụ. Đoàn đoàn đoàn. Nhịp tim của cường đại âm thanh. Kéo theo toàn thân huyết mạch lưu lửng lờ trôi qua. Phản phất toàn thân tinh huyết cũng lần nữa bị lễ rửa tội, thuế biến vào giờ khắc này đường vũ trận mở con mắt quỷ dị là hắn mắt phải lại là một mảnh mênh mông hư vô hỗn độn mà con mắt trái đúng là một đóa đóa hoa màu trắng ầm uhm. theo đường vũ trận mở con mắt một sát na này phản phất toàn bộ vũ trụ chư ngày đều đang chấn động ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một nơi một cổ cường đại khí tức tựa như lợi kiếm một loại vọt thẳng vào một ra hư vô ầm uhm dựa theo đường vũ cũng cường đại, cái này khí tức đáng sợ đủ để nghiền nát phụ cận nhiều mặt tinh vực rồi. Nhưng mà kỳ quái là ở mảnh này trong hư vô, phản phất có thứ gì đang xuất thủ, đem đường vũ của lực lượng này chặn lại. Cây nhỏ cùng cư phượng cũng không dám tin nhìn phe kia hư vô. Nơi đó rốt cuộc có cái gì đang ẩn núp đến. Lại đem đường vũ cũng cường đại một đòn chặn lại. Không. Nói cho đúng là hóa giải. Nếu như là ngăn cản, với nhau cường đại pháp lực va chạm, định kỳ sẽ dẫn động long trời lở đất uy thế. Mà bây giờ quả thật như vậy Vân Đạm Phong Khinh sẽ để cho Đường Vũ cũng pháp lực biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa không có tạo thành chút nào ba động. Đột nhiên cây nhỏ cùng Cư Phượng đều có một cái đáng sợ phỏng đoán. Ầm. Uhm. Vào giờ khắc này Đường Vũ đứng lên, cặp mắt quỷ dị kia chỗ đã dần dần không nhìn thấy lại đi. Giờ phút này hắn cặp mắt còn có chút mờ mịt tự hồ còn không có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn lấy tự mình nói muốn đánh vào vũ trụ bình chướng, nhưng lại bị vũ trụ pháp tắc cắn trả, từ đó thật giống như bị vũ trụ nói đồng hóa. Nhưng mà kỳ quái là, đường vũ thật giống như trải qua vô số đạo cũng mới sinh cùng vẫn lạc, xem qua vô số vũ trụ chúng sinh bắt đầu cùng tiêu diệt. Trải qua vô số đạo cũng phát tắc. Nhưng kỳ quái là, một ít trí nhớ lại mơ hồ đi xuống, hắn có chút không nhớ rõ lúc này cây nhỏ cùng cư phượng mới đi tới. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có chết, bản đại gia liền biết rõ ngươi sẽ không giác băng. Thụ gia cũng biết rõ ngươi sẽ không chết, quả nhiên tai họa di ngàn năm nha. Nghe cư phượng cùng cây nhỏ ồn ào đang nói chuyện. Đường vũ có chút mờ mịt, thậm chí còn có nhiều chút xa lạ. Không biết rõ tại sao, đường vũ cảm giác mình thật giống như trải qua kia vạn thế luân hồi thương tan nhất dạng. Thực ra cũng không có sai. Hắn quả thật trải qua vô số vũ trụ mới thành lập chung cất diệt, cũng nhìn thấy vô số đạo cũng mới sinh cùng vẫn lạc. Mỗi một thế cũng cảm động lây như thế. Tiểu tử ngươi thế nào rồi hả? Cư Phượng ở đường vũ trước mắt đi lang thang, choáng ván. Ngươi đừng mù bản đại gia nhỉ. Xong rồi, nhìn Đức Hạnh là choáng ván. Nó đột nhiên ở đường vũ cũng bên tai lớn tiếng gào thét, ngươi thích nơi nào địa phương phong thủy nhỉ? Thích gì dạng thức tang lễ nhỉ? ngươi cút một bên kéo đi. Cây nhỏ mắng một tiếng, để cho cư phượng cút con bê. Ngược lại cây nhỏ đi tới đường vũ cũng trước mặt, nó cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Nhìn thế nào như vậy thương tan? Cặp mắt như vậy vô thần, mờ mịt, chỉ là mơ hồ có thể thấy kia cô độc tan thương, như thế nồng nặc. Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Cây nhỏ cũng khẩn trương lên, ngươi có thể chớ ngu nhỉ. Thấy đường vũ cái này đức hạnh, nhất thời cây nhỏ cũng khẩn trương lên. các chân thần hồn bị thương nặng hay hoặc là thần hồn tự phong vậy thì chuyện lớn. nếu như đường vũ chân thần hồn tự phong phỏng chừng ngoại trừ chính hắn tỉnh lại người ngoài là không giúp được. bất quá vừa mới hắn đều đứng lên hơn nữa còn xuất thủ. hẳn không phải thần hồn tự phong cho nên vấn đề không lớn. thực ra cây nhỏ cũng nhìn ra người này chỉ là trải qua một ít chuyện tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh hồn lại mà vừa mới làm hết thảy càng giống như là một loại bản có thể vì đó hắn phát giác cái gì cho nên đối với đến một mảnh kia hư vô xuất thủ cư phượng ở đường vũ cũng trước mắt không ngừng đi lang thang tiểu tử này thật khờ rồi lúc này ánh mắt của đường vũ mới từ từ nổi lên ánh sáng từ trong mờ mịt dần dần thanh tĩnh lại nhìn cư phượng cùng cây nhỏ hắn cảm thấy có chút xa lạ một lát sau, đường vũ mới lên tiếng, hai người mới ngốc cơ chứ. Xem ra người này không việc gì, còn biết rõ mắng chửi người. Cư Phượng rất là vui vẻ yên tâm nói. Đường vũ nhắm đến con mắt, chỉ cảm thấy kia trải qua vô số đạo cũng mới sinh cùng vẫn lạc, vô số đạo pháp tắc khí tức ở trong đầu rõ ràng như vậy phơi bày. Kỳ quái hơn là, này vô số đạo pháp tắc cũng đóng dấu ở tự mình nói trên, để cho tự mình thành đạo trưởng không ít. Tự mình thành đạo trưởng, cũng tương tự để cho đường vũ lần nữa lột xác. Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng nghĩ đến ngươi tử cơ chứ. Cây nhỏ lại nói, nhất là huy nhi cái kia nha đầu nói, ngươi lúc đó khí tức hoàn toàn không có, ngươi biết rõ lúc ấy chúng ta là biết bao tuyệt vọng sao. Khí tức hoàn toàn không có. Tự hồ cũng không phải là không có khả năng. Khi đó đường vũ nhớ hắn bị trộn đồng hóa. Nhưng kỳ quái là, hắn tiến vào vô số vũ trụ, Thấy được vô số đạo cũng mới sinh cùng vẫn lạc. Thậm chí hắn còn chứng kiến rồi huy nhi ca ca. Ngươi xem một chút khi đó ta cứ nói đi, tiểu tử này không chết được. Cư phượng nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm nha. Lời này sao khó nghe như vậy chứ? Đường vũ đặn rồi cư phượng liếc mắt. Nhưng mà cư phượng không chút nào hoảng, ca ca quăng hai cái tóc, hơn nửa ánh mắt còn mang theo chút kinh bỉ nhìn đường vũ. Ngoại trừ sáng như bên ngoài dõi mắt toàn bộ chư thiên, hỏi thăm một chút, Phượng ca sợ ai? Tiểu tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Cây nhỏ hỏi dò. Nó biết rõ đường vũ nhất định là trải qua một ít gì. Khí tức biến mất tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá cư Phượng lại hoài nghi khi đó hắn có phải hay không là giới hạn một loại tự phong trạng thái chết giả đây. Cho nên mới khí tức hoàn toàn không có. Đường vũ thoáng trầm ngâm một chút nói, ta lấy tự mình nói đi đụng vũ trụ bình chướng, Muốn đột phá này phương vũ trụ Cư phượng trừng lớn con mắt Tràn đầy là không dám tin nhìn đường vũ Cây nhỏ nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi Người này thật là không muốn sống nữa Làm như vậy cùng tìm chết không có khác nhau Có thể kỳ quái hơn là Hắn lại không có chết ở đạo pháp tắc trắng trả bên dưới Như cũ còn sinh long hoặc hổ đứng ở trước mắt Thậm chí đều có chút hoài nghi tên trước mắt này Sẽ không không phải đường vũ đi mà chỉ nói cũng một loại căn nguyên hiện ra. Chỉ nghe đường vũ tiếp tục nói, đi qua, ta mới phát hiện mình qua loa. Nhưng là không có cách nào, nói cũng pháp tắc đánh tới, phải đem ta hoàn toàn đồng hóa. Đường vũ nhíu mày lại, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Nhưng ta phản phất thấy được vô số đạo mới sinh cùng vẫn lạc, thấy được vô số vũ trụ sinh linh tân sinh cùng chôn tất diệt, càng thấy được huyên nhi ca ca. Những thứ kia sở chứng kiến nói cũng pháp tắc, như cũ còn tại chính mình cũng tự mình nói bên trong thật sâu đóng dấu ở tự mình nói trên cũng là bởi vì như thế để cho tự mình nói lần nữa lớn mạnh mà đường vũ cũng tương tự ở tiến lên một bước cảm thụ trong cơ thể sống pháp lực có nước biển như thế tại chính mình cũng bên trong kinh mạch bay nhanh thực ra đến trình độ này pháp lực chỗ dùng đã không nhiều lắm một cái ý niệm một cái ánh mắt đã đủ để đương nhiên Hắn có thể không có quên vị kia tối kẻ địch đáng sợ. Vị kia hắc ám lúc ban đầu tồn tại. Dù là Đường Vũ đang làm đột phá, tự hồ cũng không phải đối thủ của hắn. Quỷ dị là, tại hắn tỉnh lại mờ mịt một khắc kia, hắn cảm thấy có đồ vật ở chú thích đến chính mình. Cho nên đây cũng là hắn hướng một ra hư vô xuất ra tay nguyên nhân. Sự thật chứng minh, hắn cảm giác không có sai. Quả thật có nhân vật khủng bố ở chú thích đến chính mình hơn nữa đưa hắn cường đại pháp lực hóa giải vô hình hay lại là cái kia con mắt cực lớn sao vị kia hắc ám tồn tại nhưng vô luận là ai định kỳ đều là so với hắn hiện tại mạnh hơn một ít đi tiểu tử ngươi cây nhỏ hết ý kiến đứng lên một lát sau mới lên tiếng ngươi là một nhân tài tự mình nói còn không có đại thành dĩ nhiên cũng làm vọng tưởng lấy tự mình nói đi đụng vũ trụ bình chướng từ đó đi đột phá này một phương vũ trụ này đã không phải ý nghĩ hảo huyền rồi. Người bình thường là không nghĩ tới, hơn nữa cũng sẽ không làm như vậy. Người này tuyệt đối là một nhân tài. Nhưng mà càng khiến người ta không ngờ là, hắn lại còn sống rất tốt. Đường vũ thần sắc có mờ mịt, tự mình vừa nói, ta không biết rõ, là trải qua lúc trước một ít nói cũng tân sinh cùng vẫn lạc, hay lại là chỉ là một loại mờ mịt mộng cảnh. Nhưng ta tin tưởng hẳn là người trước đi, dù sao ta gặp được huyên nhi ca ca nàng ca ca ở vô tận mênh mông trong hỗn độn, cô độc đi trước, chỉ có chính hắn, phía sau là vẫn lạc chư thiên, bể tan tành tạo thành. Phản phất theo hắn bước lên trước, tinh thần cũng đang đổ nát, đại đạo đều tại vẫn lạc. Thật giống như hắn còn nói cái gì, nhưng kỳ quái là. Ta lại không nhớ rõ. Đường vũ có chút mờ mịt, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, nhưng lại cuối cùng không nhớ nổi, lúc ấy nam tử kia thật sự nói cho cùng là cái gì cây nhỏ cùng cư phượng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi cái gì ngươi gặp được huyên nhi ca ca hắn nhất định là huyên nhi ca ca nhưng lại không biết rõ hắn đang làm gì muốn làm gì hơn nữa hắn nói cái gì lại không nhớ rõ đường vũ nói cây nhỏ cùng cư phượng mỗi người nhìn với nhau liếc mắt bọn họ vừa mới từng nói huyên nhi ca ca chính là đường vũ nhưng mà giờ khắc này đường vũ lại nói thấy được vô số đạo cũng mới sinh cùng vẫn lạc, cũng nhìn thấy huyên nhi ca ca Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật Như vậy nhất định đều là phát sinh ở đi qua Nhưng là đường vũ thật là huyên nhi ca ca sao? Bọn họ không biết rõ, dù sao chỉ là suy đoán thôi Không nhớ rõ liền ký không thanh ba Cây nhỏ dững dưng vừa nói, chỉ cần ngươi còn sống là được Cái gì cũng so ra kém đường vũ còn sống Đường vũ nở nụ cười cây nhỏ lần nữa ghé vào rồi hắn trên cánh tay mà cư phượng biến thành chim sẻ lớn nhỏ rơi vào đường vũ cũng trên vai ngược lại bọn họ bắt đầu hướng chư thiên trở về nghe được thà như ngủ say huyên nhi mất tích để cho đường vũ không khỏi nhíu mày một cái đầu ngược lại một bước bước vào chư thiên bên trong chỉ là nhìn năm xưa quen thuộc cảnh tượng đều đã đại biến dạng rồi này hết thảy đều đã không phải trong trí nhớ bộ dáng có thể trong trí nhớ là hình dáng gì hắn có chút mơ hồ. Có lúc chúng ta chính là cổng lấy sau lưng muối túi con lừa, bước vào quan âm hà lưu, tình cờ thời khắc, quay sang nhìn, quay đầu nhìn lại một khắc kia, mới phát hiện muối túi đã sớm rỗng kết rồi. Chỉ còn lại có nhàn nhạt vị mặn ở trôi dạt. Năm xưa nơi này là một mảnh u tịch sơn cốc, mà bây giờ cũng đã biến thành một mảnh rậm rạp rừng rậm. Trôi qua rất lâu rồi không? Đường vũ có chút hoảng hốt hỏi. Hắn luôn cảm giác không có đi qua bao lâu. Dù cho trải qua những thứ kia nói cũng mới sinh cùng vẫn lạc, vô số vũ trụ tân sinh cùng tiêu diệt. Cho hắn mà nói, chính mình chẳng qua chỉ là thật sự trải qua. Ngoại giới hẳn cũng chưa qua đi bao lâu mới đúng rồi. Nhưng là bây giờ. Hoa cỏ không có ở đây. Biến thành vai u thịt bắp cây cuối. Phản phất trong lúc vô tình đã thương hải tan điền rồi. Hẳn cực kỳ lâu, ít nhất trăm năm đi cư phượng tùy tiện nói nó là cái chưa bao giờ ghi thời gian điểu đối với nó mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì nó không bị thời gian ảnh hưởng đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ có bình phàm nhân có hạng sinh linh tồn tại mới sẽ đi minh ghi thời gian đi quan tâm thời gian đã lâu như vậy sao đừng vũ nỉ non một cái câu không trách đây không trách trước kia những thứ kia quen thuộc cảnh tượng đều đã lớn như vậy biến dạng hướng rừng rậm sâu bên trong đi. Đường vũ dừng lại bước chân. Bởi vì hắn ở chỗ này cảm thấy thà như thật sự bố trí kết giới khí tức. Như vậy cảnh giới này phương chư ngày đều không người nào có thể đột phá. Nhưng đối với đường vũ lại giống như dự thiết. Hắn dễ như trở bàn tay đi vào. Nơi này như cũ còn như đi qua như vậy, khắp nơi đều là hoa tươi nở rộ. Phản phất thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Này ngàn vạn đóa hoa cũng sẽ không điêu linh, vĩnh viễn như vậy mỹ lệ nở rộ. Mà cái kia nữ tử liền nằm ở cách đó không xa trong bụi hoa. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười, nhìn như thế an tường. Phản phất trong giấc mộng, nàng trở lại đi qua, trở lại cái kia kỷ nguyên, cùng những nàng đó quan tâm nhân vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhìn trong giấc ngủ say thà như. Đường vũ không khỏi âm thầm thở dài. Giờ khắc này hắn mới biết rõ, chính mình đối với thà như đại biểu cái gì, đây là một cái ký thác tinh thần, một cái hy vọng. Theo chính mình khí tức biến mất, nhất lại là Huyên Nhi chính miệng nói ra. Một khắc kia cũng đã để cho Thà Như tuyệt vọng. Cho nên hắn lâm vào loại này ngủ say. Tự mình tạo nên một cái luân hồi, với trong mộng trở lại quá khứ, cùng ngày xưa những thứ kia quan tâm nhân vĩnh viễn chung một chỗ. Dù là có một ngày hắc ám lão tổ tỉnh lại, lần nữa tiêu diệt, lần nữa luân hồi. Nàng cũng sẽ trong giấc mộng như vậy đi. Lúc ấy ta trở lại, ta cũng muốn đánh thức nàng. Nhưng là ta không làm được." Cư Phượng nói. "Đừng xem lúc ấy bị Thà Như tiến hành cực kỳ tàn ác hành hạ. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Phượng ca vẫn là rất số lớn." Ầm. Uhm. Đường Vũ lấy tự mình đạo khí tức ngưng tụ ra chính mình cũng bóng người, tiến vào Thà Như thần hồn sâu bên trong. "Ông." Lúc này Thà Như đang ở bị người đuổi giết, thương tích khắp người, chỉ là nàng lại đang liều mạng về phía trước chạy thục mạng. Đường Vũ biết rõ. Đây là Thà Như đi qua, là thật sự rõ ràng đã phát sinh. Mà buổi tối thấy bất quá chỉ là đi qua. Là thuộc về Thà Như đi qua. Đương nhiên, đối với cái này một khắc Thà Như mà nói có lẽ là chân thực. Giả tưởng mộng cảnh, thực tế thay nhau. Nàng vĩnh viễn đắm chìm ở trong mộng, tự nhiên với trong mộng hết thảy cũng là chân thực. Ầm. Uhm, tự mình đạo hóa làm đạo thân ảnh kia xuất hiện ở Thà Như trước mặt. Lúc này thà như còn có chút non nớt, thậm chí nàng nhìn đường vũ ánh mắt của được đều mang một loại sợ. Chỉ là như củ cố tự trấn định nhìn đường vũ, nàng cười hắc hắc, ngươi là tới giết ta. Khí tức từ trên người nàng lan tràn lên. Không nghi ngờ chút nào, thà như làm xong thề đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Đường vũ nhìn nàng lắc đầu một cái, không phải, ta là ma ngươi trở về thực tế. Lời này để cho thà như mờ mịt đứng lên, cái gì biến mất đây không phải là thực tế sao tại sao còn muốn trở về với thực tế còn có người này xảy ra chuyện gì tự hồ có hơi quen thuộc phản phất kiếp trước kiếp này ở nơi nào thấy qua thà nếu không do bật thốt lên ta bái kiến ngươi sao nghe vậy đường vũ nở nụ cười rất quen thuộc với nhau làm bạn rất nhiều rồi rất nhiều năm từ trước kỷ nguyên phá diệt sau đó không lâu với nhau cũng đã làm bạn rồi trở lại thực tế thà như nỉ non một cái câu ngược lại nhìn thà như ta không biết rõ ngươi đang nói gì đường vũ nở nụ cười vung tay lên xuất hiện bất đồng hai cái thời gian trường hà thà như trừng lớn con mắt tràn đầy là không dám tin nhìn đường vũ không muốn loại ánh mắt này nhìn ta ở trên thực tế ngươi cũng có thể làm được đường vũ bình tĩnh nói chỉ bên trái cái kia thời gian trường hà điều này là thực tế mà bên phải điều này là mộng cảnh theo đường vũ lời nói hai cái năm tháng trường hà không ngừng ngưng tụ biến thành một cái ngươi xem mộng cảnh lại lâu cuối cùng sẽ tỉnh lại dung nhập vào thực tế vừa nói hai cái năm tháng trường hà lần nữa phân liệt ra tới nhưng nếu như có người vĩnh viễn đắm chìm trong mộng không muốn tỉnh lại như vậy cho nàng mà nói mộng cảnh cũng chính là thực tế mà thực tế cũng có thể là mộng cảnh hà như ánh mắt tràn đầy mờ mịt rất rõ ràng không có nghe biết đường vũ thở dài chỉ bên phải cái kia năm tháng trường hà ngươi từ bên trái thực tế mà tiến vào bên phải cái này mộng cảnh nói như vậy hiểu không đường vũ nhìn thà như thực ra ta có thể cưỡng ép đánh nơi này phá đưa ngươi mang ra khỏi một phe này mộng cảnh có thể như vậy ta sợ ngươi thần hồn sinh ra hỗn loạn dĩ nhiên điểm này hỗn loạn đối với ngươi mà nói cũng là nhỏ nhặt không đáng kể nhưng ta hy vọng ngươi có thể với đi qua mà cảm ngộ từ đó chính mình cũng tỉnh lại có lẽ sẽ đối với ngươi có chút tiến bộ đi đường vũ từ tốn nói thà như nhìn đường vũ cốt nửa đường ý ngươi bây giờ ta ở trong giấc mộng đúng đường vũ gật đầu nhìn kia hai ngày năm tháng trường hà thà như ánh mắt tràn đầy không hiểu bởi vì nàng không biết rõ có nên hay không tin tưởng đường vũ cũng lời nói nhưng kỳ quái là tự hồ là một loại bản năng cảm giác cho là đường vũ nói là đúng nhưng là ta vì sao lại ở trong giấc mộng thà như hỏi dò Đường Vũ giải thích nói, cái này là chính ngươi, chính ngươi tự mình phong ấn, lâm vào một loại ngủ say, với trong mộng ngươi tự mình tạo nên một loại đi qua luân hồi, vết tích. Hắn nhìn bốn phía hết thảy nói, ở phía thế giới này bên trong ngoại trừ ngoài ta ngươi, đều là giả tạo. Chỉ là đường vũ trong lúc bất chợt hơi sững sờ. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia nói cũng hiện ra, cũng từng nói qua lời như vậy. Này Phương Chư Thiên, chỉ có hai người là thực sự còn lại cũng là một loại giả tạo đường vũ sắc mặt đột nhiên hơi đổi nụ cười trên mặt trực tiếp dần dần không nhìn thấy lại đi tại sao có thể như vậy không thể nào thà như ngạc nhiên nhìn đường vũ bọn họ đều là chân thực tồn tại nha nàng kiểm tra một chút chính mình cũng thương thế giống vậy có thể cảm giác được chính mình cũng thương thế đường vũ miễn cưỡng cười một tiếng đều là thật người trong mộng đều là thật nhưng với thực tế cũng đều là giả đầy đủ mọi thứ cũng không có ở đây tại sao sẽ như vậy đầy đủ mọi thứ cũng không có ở đây ta không tin thà như tự hồ bản năng ở kháng cự hết thảy các thứ này đường vũ nhìn thà nếu nói là nói hoặc là ta bây giờ mang ngươi đi ra một phe này thế giới mộng cảnh hoặc là ta ở chỗ này lưu hạ một đạo khí tức chờ ngươi lần nữa trải qua lần này luân hồi sau đó sẽ mang ngươi đi ra ngoài lần nữa tiến vào thực tế thà như cúi đầu nói Ta phải ở lại chỗ này." Kèm theo Thà Như vừa dứt lời, Đường Vũ trực tiếp biến mất ở rồi Thà Như thần hồn sâu bên trong. "Như thế nào đây? Ngươi sẽ không cũng không có cách nào đánh thức nàng chứ?" Cư Phượng nói, kia không phải trúng độc rồi sao? Đường Vũ nhìn Thà Như liếc mắt, đi tới một bên ngồi xuống. "Ngươi giống như là một ngu si." Cây nhỏ tức giận nói, không nói xa cách chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đánh vỡ tràng này huyễn mộng đem thà như trực tiếp mang ra ngoài đang lúc này thà như thân thể có khí tức trôi lơ lửng lên cây nhỏ cùng cư phượng đồng thời nhìn về phía thà như mà đường vũ lại bình tĩnh vô cùng tự hồ đã sớm dự liệu được thà như rất nhanh sẽ tỉnh lại hắn cưỡng ép tiến vào thà như phía kia tự mình tạo nên mộng cảnh chính giữa cùng nàng nói một chút lời nói những lời này cũng vô hình trung ảnh hưởng thà như nàng sẽ thỉnh thoảng suy nghĩ cho nên căn bản không yêu cầu đời này luân hồi kết thúc, cũng không cần đường vũ thần niệm tới chỉ dẫn mang theo nàng mà ra. Tự nhiên làm theo nàng sẽ tỉnh lại, tự mình đi ra một phe này luân hồi. Tỉnh. Cư Phượng chỉ thà nếu nói là nói, ca ca quăng hai cái tóc, thỉnh thoảng đem kia chỉ con mắt lọc đi ra. Thà như trợn mở con mắt, có chút mờ mịt. Ngược lại nàng ngồi dậy, ngây ngô ngồi yên chốc lát. Mặc dù là huyễn mộng, có thể đúng là nàng chân chân thiết thiết trải qua đi qua kia quen thuộc từng màn luân hồi. Những thứ kia khắc sâu tại trong trí nhớ đi qua, có chút đã mơ hồ đi xuống. Nhưng mà vào giờ khắc này, còn như nước thủy triều cọ rửa trí nhớ cho bụi, nhưng cho qua đi lần nữa rõ ràng. Trong mắt nàng lộ ra một vẻ đau thương, ngược lại che miệng cười thanh khách đứng lên, tiểu nam nhân, ngươi thật là ghét nha, quấy rầy nhân gia mộng đẹp. Ở thà như khóe mắt còn mang theo không khô cạn vết những quá đó đi có lẽ chỉ là một trận huyễn mộng có thể nàng lại trong mộng lần nữa chân chân thiết thiết trải qua khi đó những thứ kia khó mà quên được đi qua là nàng liều mạng muốn phải đi về đường vũ nhìn nàng nở nụ cười tỉnh thà như tức giận liếc xéo hắn một cái hắn cưỡng ép như thế quấy nhiễu nhân quả quy luật tự nhiên sẽ đã tỉnh ta còn tưởng rằng ngươi chết đây thà như che miệng cười khúc khích Nghe vậy, đường vũ lại lắc đầu một cái, sự tình không có làm xong, ta làm sao sẽ tử đây. Nhưng là khi đó Huy Nhi nói ngươi khí tức biến mất. Lúc này thà như đột nhiên thẩn trương lên, hướng bốn phía vội vàng nhìn một cái, nóng nảy nói, Huy Nhi đây. Không biết rõ. Cư Phượng nói, ta đã từng đã trở lại, liền không thấy cái kia tiểu nha đầu, ta đoán chừng là nàng đã sớm rời đi chứ. Thà như nhíu mày, thần sắc không khỏi có chút lo lắng. Như vậy một cái tiểu nha đầu, nàng có thể đi nơi nào đây? Trầm mặt chốc lát, thà nếu nói là nói, ta ngủ say bao lâu? Hẳn là 197 năm. Cư Phượng suy nghĩ một chút nói. Trăm năm thời gian, cứ như vậy trong chớp mắt mà qua. Lơ đảng cứ như vậy chảy xuôi đi. Với phàm nhân mà nói, sắp tới 200 năm. Có thể đã là đệ tam nhân khô cốt. Cũng đủ để thương hải tan điền rồi lâu như vậy sao thà nếu có nhiều chút hoảng hốt ngược lại nhìn về phía đường vũ cười khanh khách đứng lên ngươi người này là chuyện gì xảy ra thế nào trong lúc bất chợt toàn bộ khí tức biến mất đây thà nếu không sẽ hoài nghi huyên nhi lời nói lúc đó huyên nhi nói đường vũ toàn bộ khí tức biến mất cho nên khi đó đường vũ nhất định là trải qua cái gì mới có thể đưa đến khí tức biến mất nghe vậy đường vũ cười khổ một cái từ tốn nói không có gì chỉ là tu luyện ra một ít tình trạng thôi nhưng mà cây nhỏ cùng cư phượng lại sắc mặt quái dị tự hồ cũng ở nín cười như thế lấy tự mình nói đi đụng vũ trụ bình chướng tương đương với cùng vũ trụ nói chính diện chống lại một điểm này chính là muốn của bọn họ cũng không dám nghĩ nhưng mà đường vũ không chỉ nghĩ như vậy cũng làm như vậy rồi càng không tưởng tượng nổi là hắn còn sống còn đứng ở chỗ này không có bị vũ trụ nói chôn vùi đồng hóa. Thà như đứng lên, vậy thì tốt, trở lại liền có thể. Về phần Đường Vũ trải qua cái gì, hoặc là tu luyện ra hiện rồi vấn đề gì, Thà như hoàn toàn không có hứng thú biết rõ. Dù sao bây giờ Đường Vũ đã trở lại, đây mới là tối tin tức tốt. Theo Thà như đứng dậy, này phương kết giới cũng đang đổ nát. Nhìn bốn phía biến hóa, Thà như cười khúc khích, không nói gì. Mấy ngày kế tiếp. Đường Vũ cũng cảm thụ tự mình nói biến hóa. Khi lúc ấy đoán Vạn Thiên Đạo pháp là số lần toàn bộ đóng dấu ở tự mình nói bên trong. Đường Vũ thậm chí đang suy nghĩ, nếu như có một ngày tự mình nói đủ đủ cường đại, như vậy có khả năng hay không đem các loại chết đi điêu linh nói lần nữa ánh chiếu mà ra đây. Đến lúc đó, hắn tự mình nói chính là hết thảy nói nền tảng, thậm chí có thể trở thành nói sinh ra nơi vậy làm sao cùng kia đóa màu trắng chính đêm tiêu có chút tương tự đây? Đường vũ hơi nhíu mày. Cảm giác có chút kỳ quái. Có thể nhìn tự mình nói lớn mạnh, để cho đường vũ không khỏi một trận mừng rỡ. Khi từng tia nói lưu lại đạo pháp tắc, giờ phút này vây quanh ở đường vũ bên người. Tự hồ hắn là kia vạn đạo bên trong. Đạo pháp tắc cũng bò lỗng ngổn ở dưới chân hắn. Theo đường vũ vẫy tay, một đạo đạo pháp tắc khí tức đóng dấu ở tự mình nói bên trong tỏa ra tự mình nói lóe lên ngũ quan thập sắc quan sáng. Nhưng mà đường vũ lại đem tự mình nói mở ra rồi bất đồng vũ trụ. Đem những đạo pháp tắc đó ghi dấu ấn vào rồi bất đồng không gian. Để cho tự mình của bọn họ đi lớn lên, đi phát triển. Đường vũ tự mình đạo hóa thân hỗn độn. Mà những đạo pháp tắc đó khí tức là ngày xưa từng cái điêu linh đạo khí tức. Cho nên đường vũ đem những đạo pháp tắc đó đóng dấu ở bất đồng không gian bên trong nhìn đi của bọn họ lớn lên. Nếu quả thật có thể lớn lên, tự mình nói tự nhiên cũng sẽ trưởng thành. Như vậy khi đó hắn, tuyệt đối có thể một lần hành động phá đạo. Đánh vỡ vũ trụ lớp bình phong. Thậm chí hắn còn có thể khống chế vạn đạo. Lấy tự mình nói những thứ này đạo pháp tắc, đi đoàn tụ nói, khiến chúng nó đóng dấu ở trong hỗn độn. Chấp chưởng ức vạn sinh linh. Mà hắn lại chấp chưởng vạn đạo. Nghĩ đến đây, đường vũ đột nhiên có chút kích động. Đường vũ mạng mạn thối lui ra tự mình nói. Chỉ là theo hắn thối lui ra rời đi giờ khắc này, trong mơ hồ một đóa khiết cũng phí với tự mình nói bên trong hiện lên. Mà ở trong nhụy hoa tự hồ có một người nam tử. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, đóa hoa này liền với tự mình nói bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Thà như hướng đường vũ nhìn lại. Đã nhiều ngày nàng không ngừng đi ra ngoài, muốn phải tìm huyên nhi có thể nhưng thủy chung cũng không thu hoạch được gì ngay cả đường vũ đều không cách nào theo số đông sinh chi trung cảm ứng được huyên nhi vết tích bởi vì nàng đi ra nói không có ở đây nói quy luật bên trong tự nhiên không cảm giác được muốn tìm được huyên nhi được dựa vào tối giản đáp biện pháp tự mình đi tìm hay hoặc là một ngày nào đó sẽ lần nữa vô tình gặp được đến nếu quả thật lần nữa vô tình gặp được đến như vậy đường vũ liền có thể chứng minh một ít chuyện hắn và huy nhi giữa thật sự dây dưa quan hệ nói thí dụ như lần trước khí tức của hắn biến mất vô ảnh vô tung huy nhi nhưng có thể cảm giác được cũng không biết rõ bây giờ huy nhi có được hay không cảm giác được chính mình khí tức nếu như có thể cảm giác được như vậy tự nhiên sẽ tìm kiếm mình thà như tán rơi xuống vô số phân thân tiến vào thế giới khác nhau đi tìm đến huy nhi nàng rất lo lắng. Cũng không biết rõ cái kia tiểu nha đầu, có đói bụng hay không bụng, bị người khi dễ cái gì. Đường vũ nhìn xa xa. Năm đó lấy một tia khí tức đóng dấu ở hắc ám tổ địa bên trên. Bây giờ như cũ còn cảm ứng được kia tia khí tức. Tự nhiên cũng biết hắc ám tổ địa vị trí rồi. Hắn muốn ở vào hắc ám tổ địa. Đi dò ra một chút diệt thế bàn diệt thế bàn nhất định là hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại luyện chế nếu quả thật tương diệt thế bàn dò xét biết rõ thậm chí có có thể có thể biết rõ vị kia lúc ban đầu hắc ám chỗ ẩn thân ở đâu ngươi phải đi hắc ám tổ địa cư phượng tràn đầy hưng phấn nói dẫn ta một cái dẫn ta một cái ta cũng phải đi đi bộ một chút đường vũ tức giận nói ngươi cút sang một bên dựa theo cư phượng cái này đức hạnh tiến vào hắc ám tổ địa rất có thể sẽ đánh trắng động cỏ. Thà như vương người một cái, chậm rãi nói, các ngươi yêu đi nơi nào liền đi nơi đó chứ. Ngược lại ta chính là chỗ này, với ta mà nói, nơi nào đều là giống nhau. Vừa nói, nàng ngồi ở một bên, thậm chí ngáp một cái. Ta đi hắc ám tổ địa dò xét một phen, chủ yếu muốn dò xét là cái kia diệt thế bàn. Đường vũ trầm giọng nói, nếu quả thật có thể dò ra rõ ràng, thậm chí dùng cái này có thể tìm được hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại chỗ ẩn thân cây nhỏ nói kia sợ sẽ là biết nó chỗ ẩn thân ngươi lại có thể thế nào bây giờ ngươi sẽ là đối thủ của nó sao đường vũ trầm mặt chốc lát lắc đầu nói ta không biết rõ vị kia hắc ám lúc ban đầu tồn tại rốt cuộc có biết bao cường đại nhưng bây giờ ta hẳn như cũ còn không phải đối thủ của nó đi trong mắt của hắn nổi lên một tia vô lực bi ai Chẳng qua hiện nay tự mình đạo vậy ở dần dần lớn lên Chỉ cần cho hắn thời gian Tự mình nói hoàn toàn đại thành thời điểm Hắn nhất định có thể cùng hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại đánh một trận Nhưng là nếu như biết rõ nó chỗ ẩn nút Luôn là tốt Đường Vũ nói Hơn nữa ta còn muốn nhìn một chút bây giờ hắc ám lão tổ khôi phục đến trình độ nào rồi hả Vừa nói hắn cười lạnh một tiếng Nhất thời để cho cư phượng cùng cây nhỏ không khỏi rùng mình một cái chỉ cảm thấy người này tiến vào hắc ám tổ địa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy nhất định là muốn gây sự tình thực ra vô luận là cư phượng hay lại là cây nhỏ đều có chút muốn đi có thể tu vi của bọn họ thật sự là quá mức nhỏ rồi vì mình lý do an toàn hay lại là tạm thời tránh mũi nhọn đợi sau này hãy nói thà như cười khúc khích ngược lại về phía sau một chuyến gối cánh tay mình nhàn nhã lắc chân đường vũ nhìn nàng một cái trực tiếp rời đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới hắc ám tổ địa ngoại. Như cũ còn có này trận pháp ở thay đổi liên tục. Nhưng đối với đường vũ mà nói, lại giống như hư thiết. Hắn đem tự thân toàn bộ khí tức cũng hóa thành hắc ám. Mà hắn cũng hóa thành một cái hắc ám tồn tại, dễ như trở bàn tay tiến vào hắc ám tổ địa. Rầm rầm. Hắc ám tổ địa từng trận khí tức ở lan tràn. Đó là hắc ám lão tổ khí tức tựa như lúc nào cũng muốn đã tỉnh như thế. Chủ yếu là bọn họ không yên tâm, bởi vì còn có này đại uy hiếp còn ở trên đời này, cho nên không dám ngủ say thời gian quá lâu. Chỉ có giải quyết hết đường vũ. Hắc ám mới có thể an tâm. Khi đó bọn họ vẫn như cũ cao cao tại thượng, chấp trưởng vạn cổ chư thiên tồn tại. Hắc ám trưởng khống giả không ngừng ở than thở. Thỉnh thoảng hướng lão tổ ngủ say địa phương xem một chút. Bây giờ một đám hắc ám tồn tại cũng hy vọng lão tổ mau sớm tỉnh lại. Bọn họ cũng sẽ không dùng như vậy bực bội trốn ở chỗ này rồi, thậm chí ngay cả trận pháp cũng khởi động. Chỉ sợ đường vũ đột nhiên đánh tới. Nhưng mà chỉ có trưởng khống giả biết rõ. Dù là lão tổ thức tỉnh lại có thể thế nào. Bọn họ cũng chỉnh bất tử đường vũ nha. Nếu quả thật có thể chỉnh chết đường vũ. Ở trên cao cái kỷ nguyên hắn liền đã chết nhưng bây giờ như cũ còn sinh long hoặc hổ ở bên ngoài bính đáp đây. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Hắn lại thành tăng đến kia một mức đây. Trưởng khống giả thật lo lắng. Nếu như đường vũ thật ở trưởng thành tiếp, như vậy không phải là không có khả năng tiêu diệt hắc ám tổ địa. Nó nặng nề thở dài. Đang suy tư, chính mình có phải hay không là muốn tản mất hắc ám khí tức. Sau đó lấy một tia yếu ớt chân linh đi trọng tu đây. Bằng không, nó cảm giác dựa vào hắc ám có lẽ cuối cùng cũng là xong con bê nhưng là như vậy lực lượng cường đại làm sao có thể là nói buông tha thì buông tha đây đây là vô số người tha thiết ước mơ lực lượng cường đại là lật đổ nói đại đạo lật đổ sinh tử nghịch chuyển âm dương lực lượng nha cho nên buông tha là không có khả năng duy có hy vọng lão tổ lần này ngủ say sau cũng có đột phá đi sau đó giết chết đường vũ như vậy cũng liền xong hết mọi chuyện rồi nó cũng yên lòng. Cảm thụ sau núi lão tổ khí tức, trưởng khống giả đứng lặng rồi hồi lâu, mới trở lại chính mình chí cao vô thượng hành cung bên trong. Phía dưới đứng mấy cái hắc ám tồn tại, theo trưởng khống giả xuất hiện, cũng hướng nó nhìn lại. Không việc gì sẽ xuống ngay ngủ đi. Trưởng khống giả có chút phiền não hướng về phía phía dưới mọi người phất phất tay. Lúc này có thể có chuyện gì? Thậm chí cũng không dám tùy tiện xúc động. Chưởng khống giả không phải là không có phái người đi ra ngoài, âm thầm hỏi dò Đường Vũ tin tức. Nhưng là phái đi ra ngoài nhân lại chưa có trở về. Đây cũng là đủ để chứng minh, nhất định là không về được. Từ đó về sau, chưởng khống giả cũng không dám ở tùy tiện phái ra hắc ám tồn tại đi tìm hiểu tin tức. Bằng không chính là tặng người đầu. Đối với lần này hắc ám chưởng khống giả cũng là buồn rầu tới cực điểm. Có thể lại không thể làm gì phía dưới đông đảo hắc ám sửng sốt một chút đồ chơi gì lại khiến chúng nó về ngủ bọn họ cũng biết rõ không có chuyện gì có thể tới đây chính là vì thương nghị nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cái gì bọn họ muốn đi ra ngoài đi bộ một chút không nghĩ ở dấu ở hắc ám tổ địa rồi muốn muốn đi ra xem một chút bây giờ chư thiên phát triển đến rồi hình dáng ra sao có thể lại sợ đường vũ giết chết bọn họ cho nên lúc này mới đến tìm trưởng khống giả thương nghị một phen. Có biện pháp gì hay không, có thể để cho bọn họ đi ra ngoài đi bộ, còn không bị đường vũ nhận ra được. Nhưng mà trưởng khống giả một câu nói, trực tiếp khiến chúng nó tâm lạnh nửa đoạn, cảm giác khiến chúng nó đi ra ngoài hy vọng hẳn không lớn. Đương nhiên, cũng không phải là không đại. Có thể đi ra ngoài, nhưng là chết, vậy cũng chớ trách người khác rồi. Này là tự tìm chết. Các ngươi có chuyện gì không? trưởng khống giả nhìn phía dưới hắc ám tồn tại không động không khỏi có chút hơi giận nói có chuyện gì liền nói không có chuyện gì cút ngay không biết rõ khoảng thời gian này nó đều bên trên lão phát hỏa sao mà mấy cái này không mở mắt ra hỏa còn chủ động tới đến trước mặt mình này không phải tìm mắng sao khởi bẩm trưởng khống giả đại nhân chúng ta muốn muốn đi ra ngoài dò xét một phen muốn mau chân đến xem bây giờ chư thiên phát triển đến trình độ nào một vị trong đó hắc ám tồn tại lấy can đảm nói dĩ vãn đầy đủ mọi thứ đều tại ta môn nắm trong bàn tay nhưng là bây giờ chúng ta ngay cả chư thiên phát triển cũng không biết đường vũ còn chưa có chết đây trưởng khống giả tức giận nói ý này rất rõ ràng đường vũ vẫn còn ngươi muốn đi ra ngoài bị hắn cảm ứng được như vậy ngươi trực tiếp có thể tại chỗ đứng thẳng mộ phần chúng ta mở tiệc nhưng là chẳng nhẽ chúng ta vĩnh viễn không ra hắc ám tổ địa co đầu rút cổ nơi này sao? Vị kia hắc ám tồn ở tiếp tục nói, trưởng khống giả đại nhân, ta cho là phải nghĩ biện pháp, chúng ta phải đi ra ngoài, không thể như vậy co đầu rút cổ đến. Bây giờ chúng ta đang không ngừng tránh đi đường vũ phong mang, đưa đến một ít người đã có những người này tâm tan trả rồi. Dù sao lúc ấy tiến vào hắc ám tổ địa, chính là vì cái loại này cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ, chúng ta lại bị nhân bức bách không dám đi ra ngoài phía dưới mấy cái hắc ám tồn tại đều không khỏi gật đầu một cái. Cho là lời nói này rất đúng. Bây giờ bọn họ đã co đầu rút cổ quá lâu rồi. Cũng muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Dù sao thời gian dài ở một nơi đợi, ai cũng không chịu nổi, dễ dàng chứng quốc ức, tự bế cái gì. Chưởng khống giả nhìn bọn họ hừ một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không sợ hãi đường vũ sao? Đường vũ chúng ta tự nhiên sợ hãi. Bất quá chúng ta suy đoán, Tu Vi đến tình trạng như thế nhân, rất có thể ở một nơi bế quan ngộ đạo, để cho mình ở tiến một bước. Một vị hắc ám tồn đang nói rằng. Nghe vậy, trưởng khống giả hơi sững sờ. Nhận thức vì cái này hắc tự nói tự hồ có hơi đạo lý. Trách chỉnh. Nó thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đây. Qua loa. Bất quá vì duy trì trưởng khống giả tôn nghiêm, nó tiếng hừ nói, ngươi cho rằng là ngươi nói ta sẽ không nghĩ tới sao. Ánh mắt của nó lạnh lùng hướng phía dưới chúng nhân nhìn một cái, các ngươi đã muốn đi ra ngoài, như vậy đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, một khi chết cũng là đáng đời. Đông Đảo Hắc Ám tồn tại hai mắt nhìn nhau một cái. Thực ra bọn họ cũng lo lắng bị Đường Vũ cảm giác được bọn họ khí tức. Nếu quả thật bị cảm giác được, phỏng chừng khẳng định được xong con bê. Nhưng là cũng không thể bởi vì sợ Đường Vũ mà một mực co đầu rút cổ ở Hắc Ám tổ địa đi. Đem người đều phải nghẹn điên rồi. Ở một cái, bọn họ đều có một loại may mắn trong lòng. Đó chính là cho là đường vũ nhất định là ở bế quan tu luyện. Cũng là bởi vì ông cái này trong lòng, bọn họ vừa muốn muốn đi ra ngoài lãng một vòng. Chưởng khống giả đại nhân, ta chỉ là đi ra ngoài nhìn một chút chư thiên phát triển, rất nhanh sẽ biết trở lại. Một vị hắc ám tồn đang nói rằng. Ngược lại hướng về phía chưởng khống giả thi lễ. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng ngoại giới đi. Đi ra hắc ám tổ địa, chỉ cảm thấy không khí là như thế tươi mát. Đây là tự do khí tức. Đã bao nhiêu năm không có như vậy đi ra phóng đảng. Lúc trước tiến vào hắc ám tổ địa thời điểm, cũng là bởi vì loại này cao cao tại thượng thống chế hết thảy cảm giác. Nhưng bây giờ đại đa số cũng quy rút lại hắc ám tổ địa không dám ra tới. Không nghĩ tới chính là một cái đường vũ dĩ nhiên cũng làm đem hắc ám tổ địa bức bách đến tình trạng như thế. Đương nhiên nhưng là không thể chối đường vũ cường đại. Hắn quả thật có vô song chiến lực. Nếu như đang làm đột phá, phỏng chừng lão tổ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn rồi. Nhưng mà theo chúng, tu vi đến trình độ này, muốn ở tiến một bước khó như lên trời. Phỏng chừng đường vũ khẳng định còn dậm chân tại chỗ đây. Cũng không biết rõ lão tổ lần này ngủ say đi qua tỉnh lại, có thể hay không có tinh tiến. Chỉ cần bọn họ toàn bộ tinh tiến, như vậy vẫn là có thể giết chết đường vũ đường vũ vừa chết. Sở hữu nguy cơ tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc. Nhìn cái kia hắc ám tồn lúc rời, còn lại mấy vị, liếc nhau một cái, sau đó hướng về phía trưởng khống giả thi lễ. Cũng đều đi ra hắc ám tổ địa. Tức trưởng khống giả tức miệng mắng to, cũng là một đám đồ chơi gì. Không biết rõ muốn tốt cho các ngươi sao. Tất cả cút đi, lãng đi đi, lãng chết thì tốt rồi, liền yên tĩnh. Mấy cái này rùa con bê, cho dù là chết cũng đáng đời. Không ngừng trưởng khống giả nói, tử vong đang ở trước mắt. Trưởng khống giả có nói thầm mấy câu. Tự hồ vẫn như cũ ở mắng. Hắc ám tồn lúc trời, đường vũ tự nhiên cảm giác được. Hắn nhỏ khẽ hít một lần mắt, nhìn mấy cái trời đi hắc ám tồn tại. Ngược lại một đạo phân thân đuổi theo. Đi ra ngoài thời điểm, thật tốt, khiến chúng nó không về được. Đường vũ hướng diệt thế bàn tiếp theo như cũ còn có bốn vị này hắc ám tồn tại, ngồi ở diệt thế bàn bốn phía. Ở bảo vệ diệt thế bàn, không để cho những người không có nhiệm vụ đến gần. Chỉ là lấy đường vũ bây giờ tu vi, muốn giấu giếm quá là của bọn họ dễ như trở bàn tay. Thậm chí coi như bọn họ mặc, tiến vào diệt thế trong mâm, bọn họ cũng không có phát hiện. Cảm giác duy nhất đến có chút quỷ dị là, chính là diệt thế bàn trong lúc bất chợt tản mát ra một đạo khí tức. Bất quá diệt thế bàn thỉnh thoảng liền có thể như vậy. Bốn vị thủ hộ giả đã thành thói quen. Đương nhiên sẽ không quá nhiều liên tưởng. Càng không biết rõ. Ngay vừa mới rồi đường vũ ngay trước bọn họ mặt, trực tiếp tiến vào diệt thế trong mâm. Theo tiến vào diệt thế bàn. Từng cổ một hắc ám khí tức lần nữa đánh tới. Vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng tới. Còn nhớ lần trước tiến vào thời điểm, loại này kinh khủng chèn ép lực, suýt nữa không để cho hắn nhục thân trực tiếp nghiền nát. Mà bây giờ đối với đường vũ mà nói, lại giống như hư thiết. Lần trước tiến vào nơi này, chạm được rồi diệt thế bàn bình chướng. Thậm chí trải qua một trận quỷ dị huyễn mộng. Ở diệt thế bàn bình chướng phía sau, nhất định là khác một vùng không gian. Lúc trước đường vũ thậm chí hoài nghi tới, lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn tại có phải hay không là liền núp ở phe kia không gian bên trong đây bây giờ hắn lại sẽ không như thế suy nghĩ theo cái kia nước sơn đen con mắt hiện ra đường vũ liền đã biết nó có cường đại vô cùng thực lực chỉ cần nó muốn ẩn nút kia sợ sẽ là ở bên cạnh mình cũng sẽ không bị dọ thám biết đến nếu như lúc ấy không phải huyên nhi phát hiện cái kia con mắt cực lớn ngay cả đường vũ cũng không sẽ biết rõ chính mình lại đang bị người nhìn chăm chú Đạp qua kia một vùng tâm tối nghiền ép nơi đường vũ một đường đi trước, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh lần nữa đi tới diệt thế bàn bình chướng nơi. Lúc đó ở nơi này, hắn trải qua một trận quỷ dị huyễn mộng, để cho hắn không phân rõ rốt cuộc là đi qua chân thực đã phát sinh. Hay lại là diệt thế bàn quỷ dị liền hiện ra tối cơ bản một trận mộng cảnh. Đường vũ đưa tay dính vào bình chướng trên. Đạo pháp tắc khí tức thấm vào diệt thế bàn bình chướng. Pháp tắc khí tức giống vậy cũng có thể là đường vũ, Bây giờ hắn đã tùy thời có thể đem chính mình chuyển đổi thành đủ loại đạo pháp tác lực. Rầm rầm. Diệt thế bàn đột nhiên rung rẩy. Kinh khủng quỷ dị hắc khí không ngừng phát ra mà nơi. Toàn bộ hắc ám tổ địa cũng một trận lay động. Bốn vị thủ hộ giả, tràn đầy mộng bức nhìn diệt thế bàn. Hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. Diệt thế bàn thế nào đột nhiên quỷ dị chấn động lên. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao diệt thế bàn sẽ có quỷ dị như vậy hiện ra đây? Không biết rõ, đi nhanh thông báo trưởng khống giả. Nhưng mà còn không đợi bọn họ thông báo đâu rồi, trưởng khống giả mang theo một đám hắc ám tồn tại đã xuất hiện ở diệt thế bàn phía trước. Diệt thế bàn chấn động, toàn bộ hắc ám tổ địa cũng cảm giác được rung rẩy. Giờ phút này trưởng khống giả cùng một đám hắc ám tồn tại cũng đang quan sát diệt thế bàn, muốn dò xét ra diệt thế bàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ là vẻ này chấn động cũng đang không ngừng giảm bớt nhưng vẫn như cũ còn đang phát tán ra hắc khí trưởng khống giả chú thích chỉ chốc lát chẳng có cái gì cả nhìn ra chủ yếu nhất là việc thế bàn đã an yên lặng xuống không đang run run rồi thoáng trầm ngâm một chút trưởng khống ra giả nói ngạc nhiên bất quá chỉ là bình thường hiện ra thôi nhưng mà việc thế bàn rất ít sẽ xuất hiện như vậy cường đại chấn động thật là bình thường hiện ra sao có đen một chút ám tồn đang nhìn trưởng khống giả, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Việc thế bàn như vậy chấn động, ta muốn nhất định không phải là đơn giản như vậy. Một vị trong đó thủ hộ giả nói, nhất định sẽ có nguyên do, ta đề nghị tiến vào bên trong, đi dò xét một phen. Nhất thời một đám hắc ám rối rít kích động. Để cho ta đi. Để cho ta đi cho. Ta không sợ hy sinh, vì hắc ám kéo dài, vì dò xét ra diệt thế bàn quỷ dị, để cho ta đi cho. Chỉ cần đi vào đến diệt thế trong mâm. Trải qua hắc ám khí tức lần nữa lễ rửa tội. Chưa chắc không có thể làm cho mình lần nữa đột phá. Liền bởi vì như vậy, đông đảo hắc ám mới như vậy tranh đoạt cơ hội lần này. Chưởng khống giả trầm ngâm một chút nói, đã như vậy, như vậy thì tiến vào dò xét một phen đi. Đông đảo hắc ám cũng kích động. Cũng hy vọng nhiệm vụ này có thể là ở trên người mình. Chưởng khống giả dò xét một vòng, nhìn một vị hắc ám tồn đang nói rằng, bên trái đứng thẳng, liền từ ngươi đi dò xét một phen đi, nhìn một chút có phải hay không là diệt thế bàn thật có đến cái gì quỷ dị chỗ. Kêu bên trái đứng thẳng vị kia hắc ám tồn tại nhất thời kích động, từ Bốn phía một đám hắc ám nhìn bên trái đứng thẳng. Rất rõ ràng cũng đang hâm mộ đến. Bên trái lập cường chịu đựng kích động nói, đã như vậy, thuộc hạ liền tiến vào diệt thế trong mâm tìm tòi kết quả. Nhưng mà tiến vào diệt thế trong mâm bên trái đứng thẳng cũng không có trực tiếp dò xét. Mà là trước lấy hắc ám vào cơ thể. Tới đối với chính mình tiến hành lễ rửa tội. Hắc ám khí tức mặc dù ngăn cách thần niệm dò xét. Nhưng đường vũ vẫn như cũ cảm ứng được có hắc ám tồn tại tiến vào. Mặc dù thần niệm ở chỗ này dò xét không được bao xa. Nhưng hắn tự mình đạo khí tức hóa thành từng cái tuyến, vô hình trung lồng trùng lên diệt thế trong mâm mỗi một xó xỉnh. Có thể nói bây giờ diệt thế trong mâm bộ, hắn vô cùng rõ ràng. Nơi này đồng dạng cũng là nhất phương không gian độc lập. Là bị hắc ám khí tức bao phủ một nơi không gian. Mà hắc ám khí tức nguồn, chính là tại nội bộ bình chướng phía sau. Sở hữu hắc ám khí tức đều là từ bình chướng phía sau truyền tới. Đường vũ tạm thời cũng không có lý tới vị kia hắc ám tồn tại. Bởi vì vị kia hắc ám tồn tại, căn bản không có thể có thể đi vào tới đây tự mình đạo pháp tắc không ngừng hướng diệt thế bàn bình chướng thấm vào đi. Đường vũ bóng người cũng ở đây trở thành nhà. Cuối cùng hắn thân ảnh biến mất ở giờ khắc này. Hoàn toàn tiến vào diệt thế trong mâm cái thế giới kia. Ô ô ô. Có quỷ dị phong thanh ở bên tai gào thét. Để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Kinh cũng hắc ám khí tức chi hướng bên trong thân thể chui, để cho đường vũ không khỏi rùng mình một cái, tự hồ có hơi giá rét hắc ám khí tức còn đang không ngừng ăn mòn hắn thần hồn đường vũ lấy tự mình nói vô gian chi địa đem ngăn cách nếu như không phải mình sợ rằng bất cứ người nào đi sâu vào ở đây sợ rằng cũng phải bị hắc ám khí tức hoàn toàn ăn mòn vô luận là thần hồn hay lại là thể xác sợ rằng cũng sẽ bị ăn mòn từng chút không dư thừa nhìn tới nơi này chắc là hắc ám khí tức ngọn nguồn đường vũ ở bên trong cảnh giác bước về phía trước đi đây là diệt thế bàn thế giới thần hồn bên trong đột nhiên truyền đến nam tử tóc trắng thanh âm lúc đó đường vũ bị đạo pháp tắt suýt nửa đồng hóa mà nam tử tóc trắng cùng đường vũ thần hồn hòa hợp khi đó ở đường vũ mất đi ý thức thời điểm hắn cũng lâm vào ngủ say bây giờ mới vừa tỉnh lại không lâu nghe được nam tử tóc trắng thanh âm đường vũ không khỏi có loại cảm giác an toàn hắn nhẹ giọng mở miệng diệt thế bàn phía sau phe kia thế giới ta cảm giác sở hữu hắc ám khí tức tựa hồ cũng là nơi này tản ra chưa chắc ngươi đừng quên hắc ám khí tức cũng ở đây hướng này phương quỷ dị không gian thấm vào nam tử tóc trắng từ tốn nói có lẽ là một loại hắc ám khí tức tuần hoàn từ cái không gian này còn có diệt thế bàn không gian với nhau tuần hoàn đường vũ bước chân dừng một chút tỉ mỉ nghĩ lại tự hồ quả thật như thế lần trước hắn tiến vào nơi này thời điểm là diệt thế trong mâm hắc ám khí tức hướng này phương quỷ dị không gian truyền tống đến. Mà bây giờ quả thật này phương quỷ dị không gian ở hướng diệt thế trong mâm rót vào đến hắc ám khí tức. Ngươi nói rất đúng, thật rất có thể là một loại tuần hoàn. Đường Vũ nói, nơi này rốt cuộc là cái gì? Diệt thế bàn là hắc ám lúc ban đầu vị kia tế luyện không thể nghi ngờ. Nam tử tóc trắng ở đường Vũ thần hồn bên trong hiện lên, âm âm u u nói, nhiều như vậy hắc ám khí tức có khả năng hay không là nó tự thân khí tức không áp chế được hắc ám lực nó đem phân tán đây cho nên đã sớm diệt thế bàn cũng thành tựu rồi hắc ám tổ địa dừng một chút nam tử tóc trắng tiếp tục nói ta vẫn luôn đang hoài nghi đến vị kia lúc ban đầu hắc ám tồn tại có hay không biết có đến như vậy nhất phương tổ địa đây có hay không biết có nhân bị khí tức của nó xâm nhập trở thành hắc ám tồn tại nó không khả năng không biết rõ Đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái, diệt thế bàn nếu là nó luyện chế, như vậy với nhau giữa tất nhiên sẽ có cảm ứng. Hắn nở nụ cười, thậm chí ta đều đang hoài nghi, ta tiến vào nơi này, nó cũng sẽ cảm ứng được, cũng cho phép bây giờ đang ở một bên, nhìn ta nha, cũng không phải là không có khả năng. Lúc ban đầu vị kia hắc ám quá mức cường đại. Khi sợ sẽ là xuất hiện ở bên cạnh mình. Đường vũ cũng không cảm giác được có lẽ cái tên kia hoàn toàn hiểu được nói vận chuyển quy luật cho nên đem chính mình núp ở quy luật bên trong mới sẽ không bị chính mình phát giác đến nếu quả thật như vậy như vậy nó cách phá đạo cũng không xa nam tử tóc trắng cười khổ một cái ngươi nói cũng không phải là không có khả năng hắn mục đích quang minh sáng nhìn đường vũ nhưng lập tức xử cái tên kia mạnh hơn nữa ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó ngươi sẽ chém rồi nó bởi vì ngươi là ta nha ngươi là ta hy vọng kéo dài nha. Là người sở hữu hy vọng, là một cái kia cái kỷ nguyên phá diệt, từng cái chinh chiến hắc ám chết đi nhân hy vọng nha. Đường vũ không nói gì. Chỉ nghe nam tử tóc trắng tiếp tục nói, ngươi đã mạnh hơn ta rồi, ta rất vui vẻ yên tâm. Thực ra đường vũ từ ta lúc đầu đi vào con đường này thời điểm, ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ mạnh hơn ta. Ngươi biết tại sao không? Đường vũ đáp lại, bởi vì ta là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi, ta có ngươi tám thế luân hồi sở hữu kinh nghiệm chiến đấu, pháp lực cảm ngộ. Chủ yếu nhất, bởi vì ta đã từng là ngươi. Chúng ta là như thế, tự nhiên có thể đi đến một bước này rồi. Nam tử tóc trắng ha ha cười lớn, không sai, ngươi chính là ta nha. Nhưng cũng không phải ta, ha ha. Bây giờ ngươi mạnh hơn ta, ngươi đỏ sức ta tốt hơn rồi. Nam tử tóc trắng con mắt hiện lên phát sáng, ngang ngược vô song mở miệng, dù cho vị kia lúc ban đầu tồn tại thực hiện thân thì như thế nào ngươi còn có ta còn có thiên thương đường vũ ngẩn ra ngược lại hiểu rõ ra này còn không phải hắn chân chính đỉnh phong thời lệnh khắc cửu dọc tinh huyết nam tử tóc trắng thiên thương nếu như cái kia lúc ban đầu hắc ám tồn tại thực hiện thân như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn dung hợp Khi này pháp lực nói cảm ngộ kinh nghiệm chiến đấu khi đó sẽ hoàn toàn hòa làm một thể. Khi đó chúng ta mới là trạng thái đỉnh cao nhất nha. Nam tử tóc trắng ở miễn cười. Từ hắn trong tươi cười có thể cảm giác kia ẩn nút trong năm tháng, dần dần bị tắt diệt bá tuyệt vô địch thiên hạ khí thế, phản phất lần nữa bị tỉnh lại như thế. Nam tử tóc trắng một đường lớn lên. lang bạc kỳ hồ. Cuối cùng thành tăng đến như vậy cái thế nhân vật vô địch. Dù là bây giờ còn sót lại rồi cuối cùng một tia tàn hồn, hắn như cũ như thế ngang ngược vô song nếu quả thật như vậy biến mất có lẽ là ngươi và thiên thương đường vũ có chút không xác định nói nam tử tóc trắng cười ha ha một tiếng tại sao biến mất ngươi không chính là chúng ta sao nếu quả thật đến đó một ngày đường vũ đột nhiên có chút không dám nghĩ tới vô luận là nam tử tóc trắng hay lại là thiên thương đối với đường vũ mà nói cũng là một loại tri kỷ tồn tại cũng là bởi vì có bọn họ tồn tại đường vũ mới một đường kiên trì tới bây giờ đường vũ ở tâm lý âm thầm thở dài nam tử tóc trắng tự nhiên cảm giác được đường vũ tâm cảnh phức tạp đường vũ về phía trước tiếp tục đi ô ô ô ô bên tai là kinh khủng phong thanh như đau một dạng thổi qua trong nháy mắt đó lại từ trên da thịt cảm thấy mơ hồ đau đớn điều này thật sự là quá kỳ quái lấy đường vũ nhục thân cường hãn lại đều cảm giác được ti ti đau đớn hô khiếu phong âm thanh thật sự là quá mức quỷ dị cùng với nói là phong nhưng mà càng giống như là một loại băng nhận uy thế khuếch tán cho nên mới để cho đường vũ từ trên da thịt mơ hồ cảm thấy đau đớn nơi này thật là quỷ dị như vậy phong để cho ta thể xác lại cảm thấy có chút đau nhói đường vũ hướng bóng tối bốn phía quan sát liếc mắt nam tử tóc trắng nói có lẽ không phải đón gió có lẽ là một loại pháp tắc khí tức đây. Đạo pháp tắc khí tức. Nơi này là một nơi không gian độc lập. Người khác diễn hóa mà ra. Nếu như nói có pháp tắc khí tức, như vậy tự nhiên không kỳ quái. Người nói có đạo lý. Đừng vũ nhíu mày lại, lấy tự mình đạo pháp tắc khí tức khuếch tán, muốn dùng cái này tới cảm ngộ quỷ dị như vậy phong rốt cuộc có phải hay không là pháp tắc khí tức. Nếu quả thật là pháp tắc khí tức, như vậy tự nhiên sẽ cùng tự mình đạo pháp tắc sinh ra mâu thuẫn. Có thể kỳ quái hơn là, cũng không có cảm giác được pháp tắc khí tức. Hơn nữa quỷ dị phong cũng đang thông thả biến mất, cho đến cuối cùng hoàn toàn an yên lặng xuống. Chỉ có kia bóng đêm vô tận ở trước mắt nồng đậm trôi dạt. Không phải pháp tắc chi lực. Đường Vũ nói, nhưng nơi này thật là quỷ dị, vô biên vô hạn, không thấy được cuối. Dừng một chút, đường Vũ tiếp tục nói, hơn nữa ta vẫn có thể cảm giác, ở bốn phía có lực lượng quỷ dị, của lực lượng này tự hồ rất cường đại, cho dù là ta, sợ rằng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đánh nơi này phá. Diệt thế bàn nhất định là hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại luyện chế. Nhưng là lấy đường vũ bây giờ thực lực, thậm chí ngay cả diệt thế bàn cũng không đánh tan được. Hắn thì như thế nào có thể cùng hắc ám đánh một trận đây? Nghĩ đến đây, đường vũ nhất thời có chút ảm đạm đi xuống. Nam tử tóc trắng ánh mắt khẽ động, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, trầm mặt một chút, hắn mới lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước, ta tin tưởng nhất định sẽ hoàn toàn dò xét ra nơi này là cái gì. Hống hống hống. Theo đường vũ không ngừng về phía trước, có đủ loại quỷ dị tiếng hô truyền tới. Còn như kinh lôi một dạng đinh tai nhức óc. Nhưng mà tinh tế dò xét một phen nhưng lại không có thứ gì. Đường vũ không để ý, tiếp tục hướng phía trước mà đi đột nhiên bóng tối bốn phía khí tức tiêu tán từng đạo mơ hồ thời gian năm tháng trường hà buông xuống đường vũ có chút mờ mịt hướng bốn phía nhìn một cái giờ khắc này hắn lại đang diệt thế bàn bên ngoài tứ đại thủ hộ giả như cũ ngồi ở diệt thế bàn bốn phương tám hướng bảo vệ diệt thế bàn đường vũ cũng cảm thấy hắc ám tồn lúc rời hắc ám tổ địa vết tích đây rõ ràng là không lâu trước đây thật sự trải qua nha tại sao có thể như vậy đường vũ khiếp sợ hướng bốn phía nhìn lại không tệ chính là lúc trước hắn thật sự trải qua một màn kia giống nhau như đúc thời gian nghịch chuyển hắn trở lại đi qua đây tuyệt đối không thể nào nếu như nói thật trở lại đi qua hắn chỉ có thể nhìn được quá khứ bản thân cùng quá đi những chuyện kia chính mình lấy một người đứng xem thân phận mà không phải mình lần nữa trở lại quá khứ cho nên như vậy chỉ có hai loại khả năng hoặc là bây giờ thật sự trải qua là giả. Hoặc là vừa mới trải qua là giả. Mà hết thảy này tự nhiên đều là diệt thế bàn dở trò quỷ. Đường vũ ngơ ngác đứng ở diệt thế bàn bên cạnh, lần này hắn cũng không có trực tiếp tiến vào. Mà là đang suy tư. Cùng thời thần hồn không ngừng hô to nam tử tóc trắng. Có thể nam tử tóc trắng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Đường vũ đột nhiên nở nụ cười, chẳng qua chỉ là ảo ảnh thôi, cũng muốn mê muội ta, ta đã tiến vào diệt thế trong mâm, tự nhiên không cần ở tiến vào. Nếu như muốn lấy loại này thủ đoạn đi đối phó ta, hoặc là muốn cho ta bị lạc, không khỏi quá xem thường ta đường vũ đi. Vừa nói đường vũ cười ha ha một tiếng, bốn phía như cũ không có gì thay đổi. Đường vũ quan sát liếc mắt, ầm, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, chấn động toàn bộ hắc ám tổ địa, ngay cả ngũ say hắc ám lão tổ vị trí cũng tản mát ra cường đại khí tức đó là trầm của bọn họ ngủ ít nhất lưu hạ kết giới là đường vũ hắn ở hắc ám tổ địa trời ơi hắn lại thật ở hắc ám tổ địa ở diệt thế bàn nơi đó vậy phải làm sao bây giờ bây giờ lão tổ còn ở trong giấc ngủ say ai có thể ngăn cản đường vũ nha bên tai tất cả đều là hắc ám tồn tại thanh âm lần lượt từng bóng người điên rồi như thế hướng hắc ám tổ địa ngoại đi tự hồ cũng đang chạy trối chết như thế. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại để cho Đường Vũ mờ mịt đứng lên. Nếu quả thật là ảo ảnh, như vậy chính mình chuyện đương nhiên đánh vỡ mới đúng rồi. Tại sao sẽ như vậy? Hết thảy các thứ này thật giống như ở hướng phía dưới đi phát triển. Ầm. Uhm. Hắc ám trưởng khống giả xuất hiện, sau lưng hắn là một đám hắc ám tồn tại, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Đường Vũ. Đen nhánh ánh mắt tản ra hắc ám khí tức cùng lúc đó hắc ám lão tổ ngủ say nơi cũng đang chấn động khí tức kinh khủng ở đoàn tụ tự hồ muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh hồn lại ầm uhm. một đạo to lớn đại hắc ám bóng người trong lúc bất chợt với hắc ám lão tổ ngủ say nơi ngưng tụ mà thành ngay sau đó một đạo lại một đạo hắc ám bóng người đứng dậy rối rít tỉnh lại đường vũ tám vị hắc ám lão tổ đồng thời lên tiếng nôn rống thanh âm xen lẫn từng cổ một kinh khủng lực đánh tới nhưng mà Đường Vũ chỉ là vân đạm phong kinh phất phất tay. Trực tiếp để cho tám vị Hắc Ám lão tổ kinh khủng uy thế không còn sót lại chút gì. Đường Vũ nhìn tỉnh lại Hắc Ám lão tổ, hắn như cũ còn có chút mờ mịt. Chẳng lẽ mình đoán sai? Hiện tại cũng mới là chân thực sao? Ầm. Uhm. Tám vị Hắc Ám lão tổ trong lúc bất chợt đồng thời xuất thủ. Ầm. Ầm. Hắc Ám tổ địa vào giờ khắc này vỡ nát đại chiến dư âm xông về vạn cổ chư thiên để cho hết thảy đều không còn sót lại chút gì cổ kim tương lai phản phất cũng tột cùng không gian ở sụp đổ vô nhiều năm tháng trường hà ở nghiền nát toàn bộ trống rỗng hỗn độn trong vũ trụ phản phất chỉ còn sót đường vũ cùng đối diện tám vị kinh khủng lão tổ đường vũ lần trước không có chém chết ngươi lần này ta sẽ chờ hoàn toàn chôn cất diệt ngươi cho ngươi vĩnh tịch có hát ám lão tổ mở miệng nói nó đôi trong lòng bàn tay hội tụ hắc ám khí tức hóa thành một cái to lớn chớp sáng phản phất là một cái nóng bỏng đen nhánh thái dương như thế có thể thiêu hủy hết thảy ầm uhm. đường vũ tự mình đạo khí tức khuếch tán phản phất hóa thành ngàn vạn đao ý đem kia to lớn đen nhánh thái dương chia nhỏ nghiền nát cùng lúc đó đoạn đao cũng không hiện lên trong tay hắn hắn sừng sững ở tự mình nói bên trong với quanh người hắn lượn lờ là tự mình nói ngàn vạn pháp tắc tản ra từng trận lực lượng cường đại kèm theo đường vũ mỗi lần xuất thủ cũng mang theo ngàn vạn pháp tắc đánh về phía trước đi chỗ đi qua hết thảy đều không còn sót lại chút gì cường đại uy thế dễ như bẩn một dạng đem một vị hắc ám lão tổ tại chỗ trọng thương đáng chết so với hắn lúc trước mạnh hơn có hắc ám lão tổ ở nôn hầm hừ nhưng là đường vũ như cũ còn có chút mờ mịt trước mắt một màn này hắn quả thật không phân rõ là thật hay giả chẳng nhẽ như vậy là diệt thế bàn quỷ dị thế giới xuôi ngược mà ra ảo ảnh làm cho mình đắm chìm ở trong đó nhưng vì cái gì lại như vậy chân thực đây tự mình nói đoạn đao nhân hoàng chung đế hỏa những thứ này toàn bộ đều ở chỉ có nam tử tóc trắng không có chút nào đáp lại thậm chí từ trong thần hồn cũng không cảm giác được hắn tồn tại ầm uhm, Tám vị hắc ám lão tổ sừng sững ở diệt thế trên bàn, đồng thời xuất thủ. Kinh cũng hắc ám khí tức che khuất bầu trời, chung vùi hết thảy, đem trọn cái hỗn độn cũng bao phủ ở rồi. Mà Đường Vũ phản phất là vạn cổ trong bóng tối, cuối cùng một vệt yếu ớt ánh sáng. quanh Một đạo sáng chói vô cùng quang mang xé tan bóng đêm. Chiếu sáng toàn bộ hỗn độn. Ầm. Uhm. Tám vị hắc ám lão tổ rối rít lui về phía sau. Có huyết từ trên người chúng tán rơi xuống trong hỗn độn. Mà Đường Vũ cũng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Tự mình nói đang run rẩy, phát ra từng trận tiếng nổ âm. Tốt nửa ngày mới ổn định lại. Tám vị hắc ám lão tổ đều ngạc nhiên nhìn Đường Vũ, hắn làm sao sẽ như vậy cường đại đây? Điều này sao có thể, có phải hay không là hắn muốn sắp phá đạo rồi hả? Không thể nào, không có ai có thể phá đạo. Nhưng hắn tại sao biết cái này sao cường đại? Đáng chết, sát, nhất định phải giết hắn đi. Nếu là ở cho hắn thời gian, để cho hắn lớn lên chết như vậy nhất định là chúng ta. Ầm. Uhm. Tám vị lão tổ tự hồ phải liều mạng. Mỗi người khí tức lần nữa lớn mạnh, diệt thế bàn ở dưới chân bọn họ phát ra tiếng chấn động âm. Tản mát ra từng đạo quỷ dị hắc ám khí tức. Tự hồ cùng tám vị hắc ám lão tổ khí tức đang cộng minh. Rầm rầm rầm. Tám vị lão tổ đồng thời phi thân về phía trước, hướng đường vũ vọt tới. Khí tức kinh khủng chấn động hỗn độn cũng đang phát ra rồi tiếng nổ âm. Giờ phút này vô luận bây giờ thật sự trải qua là thật hay giả, cũng tất nhiên cần phải xuất thủ đáp lại. Nếu không đường vũ thật sợ chết ở chỗ này. Nếu như nói đây nếu là diệt thế bàn huyễn cảnh, như vậy diệt thế bàn quá đáng sợ. Lại có thể để cho hết thảy thực chất hóa, giống như thật như thế. Càng đáng sợ hơn là, lấy đường vũ tự thân tu vi lại không phá nổi này phương huyễn cảnh, chẳng lẽ là thần hồn kinh trải qua lâm vào trong đó nghĩ tới chỗ này đường vũ thân thể một trận ầm uhm. tự mình đạo khí tức giao hội ra ngàn vạn pháp tắc hòa hợp hóa thành một đạo to lớn quan mang đâm vào bóng đêm vô tận bên trong ầm uhm. toàn bộ hắc ám trong nháy mắt phản phất bị đánh nát nhưng trong nháy mắt lại tụ lại rồi lần nữa hướng đường vũ bao phủ mà tới. Đường vũ hơi ngẩn ra, bóng người phóng lên cao. Nhưng mà sau lưng kia bóng đêm vô tận khí tức lần nữa hướng hắn bao phủ mà tới. Giờ phút này đã không thấy tám vị hắc ám lão tổ bóng người, bọn họ phản phất dung nhập vào hắc ám khí tức bên trong. Đường vũ dừng lại thần hành, hướng về kia hắc ám khí tức nhìn một chút. Quanh! Nói cũng phát tắc lần nữa phơi bày. Trong tay đoạn đao quơ múa, xen lẫn nói cũng pháp tắc khí tức bổ về phía kia bóng đêm vô tận. có nôn rống, tiếng kêu đau âm từ trong bóng tối truyền tới. phản phất là có hắc ám lão tổ bị trọng thương một cái dạng. ầm. Uhm. đường vũ nôn rống một tiếng, cặp mắt trong phút chốc hóa thành một mảnh hỗn độn. cùng lúc đó tự mình nói hiện lên. hắn bóng người dần dần không nhìn thấy ở tự mình nói bên trong. tự mình nói phản phất đem kia bóng đêm vô tận toàn bộ khí tức bao phủ phát ra tiếng nổ âm dường như muốn vỡ nát như thế trống rống, rống. hắc ám lão tổ ở nôn rống đang dãy giụa quỷ dị hắc ám khí tức tràn đầy tự mình nói giờ phút này đường vũ cùng ta tự mình đạo tướng nhập muốn lấy tự mình nói tới đem hắc ám lão tổ hoàn toàn luyện hóa đường vũ hắc ám lão tổ nôn hầm hừ đụng lên rồi tự mình nói để cho đường vũ thần hồn rung lên khí tức xốc xếp ầm ầm hắc ám lão tổ bị ngăn cản mà quay về vô dụng không nên tùy tiện xuất thủ hắn nói thật là quỷ dị ta có một loại cảm giác nếu như hắn nói lần nữa trưởng thành tiếp thậm chí cũng có thể thay thế vũ trụ nói đồng loạt ra tay phá vỡ nơi này bằng không không có cơ hội ầm tám vị lão tổ đồng thời xuất thủ muốn phá vỡ đường vũ cũng tự mình nói nhưng hắn tự mình nói đã sớm xưa không bằng nay rồi dù cho luyện không thay đổi bọn họ nhưng lại có thể tạm thời đưa bọn họ vây khốn nhất thời nửa khắc đường vũ cuối cùng còn đánh giá thấp hắc ám lão tổ rồi vốn là hắn cho là bây giờ bằng vào tự mình nói cường đại đủ để đưa bọn họ luyện hóa nhưng hiện tại xem ra có chút không biểu hiện rồi tầm tám vị hắc ám lão tổ như cũ còn đang không ngừng đánh đến đường vũ tự mình nói muốn phá vỡ nơi này nhưng là tự mình nói cường đại cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng tự mình nói đang run rẩy tám vị hắc ám lão tổ ở nôn rống ầm uhm. tự mình đạo tiêu tán đường vũ bóng người xuất hiện chỉ giờ phút này là đường vũ bóng người có chút chật vật khí tức xốc xếp nhưng mà hắn đoán lên trước mặt tám vị hắc ám lão tổ ánh mắt lộ ra một tia trầm tư dựa theo hắn hiểu hắc ám lão tổ mặc dù rất mạnh nhưng không thể nào mạnh như vậy mới đúng rồi tự mình ở nước lên thì thuyền lên bọn họ cũng giống vậy ở tiến bộ sao tám vị hắc ám lão tổ cũng có chút chật vật quanh thân hắc ám khí tức khuếch tán các ngươi là thật hay giả đường vũ trong lúc bất chợt hỏi nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tại hắn trong tiềm thức cho là bây giờ hắn thật sự trải qua là một trận huyễn mộng mà tràng huyễn mộng nhất định là diệt thế bàn thật sự phơi bày ra cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế ngươi nói sao một vị trong đó hắc ám lão tổ lạnh lùng đáp lại đường vũ chợt quát một tiếng vô luận là thật hay giả ta đều muốn chém rồi các ngươi ầm uhm. đường vũ khí tức trong phút chốc bay lên cùng lúc đó từng đạo đường vũ bóng người hiện lên đó là hắn ban đầu tiến vào chư thiên lúc đem chính mình đứt ra bóng người giờ phút này những thân ảnh kia lần nữa trở về một đạo lại một đạo dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể theo mỗi một đạo thân ảnh dung nhập vào, đường vũ khí tức liền cường đại một phần. Ầm. Uhm. Tám vị hắc ám lão tổ đang không ngừng lui về phía sau, ngạc nhiên vừa nói, đáng chết, ngươi đem chính mình nứt ra, đây mới là đỉnh phong ngươi sao? Cùng chúng ta đại chiến đến đây, chẳng qua chỉ là ngươi chút ít chiến lực. Nói đúng, đây mới là đỉnh phong ta. Đường Vũ quát lên lên tiếng. Thanh âm vang dội ở trong hỗn độn, vang vọng thật lâu đến giống như cảnh giới một dạng nổ vang ở hắc ám lão tổ bên tai, khiến chúng nó thân thể tê dại, đều tại không khỏi khẽ rung. Rất rõ ràng, đường vũ cường đại đã vượt quá muốn của bọn họ giống. Nhưng mà này cũng cũng không phải đường vũ đỉnh phong chiến lực. Bởi vì hắn cũng không có đem chính mình hoàn toàn dung hợp. Hắn ở đề phòng hắc ám kia lúc ban đầu tồn tại. Nếu như bây giờ thật sự trải qua là thực sự, như vậy lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn tại theo lý sẽ xuất hiện. Ấm. đường vũ trực tiếp đấm ra một quyền, đem một vị hắc ám tồn ngay tại chỗ đánh bay, khiến nó thân thể nổ tung, hóa thành hắc ám khí tức. chỉ là ở diệt thế bàn bao phủ bên dưới, hắc ám khí tức đoàn tụ, lần nữa hóa thành cái kia hắc ám lão tổ bóng người. ầm, đường vũ song ngang đánh thẳng, quanh thân mang theo vạn thiên lôi đình thế, pháp tắc lượng lờ, lóe lên bất đồng huy hoàng. hắc ám lão tổ rối rít lui về phía sau, tránh tránh mũi nhọn đường vũ lần nữa vọt tới vị kia hắc ám lão tổ trước người đoạn đao gắn sức chém xuống lần nữa đem vị kia hắc ám lão tổ nghiền nát ta xem ngươi sống lại bao nhiêu lần vô luận ngươi sống lại bao nhiêu lần ta liền giết ngươi bao nhiêu lần cho tới khi ngươi căn nguyên hoàn toàn phai mờ đường vũ quát lên lên tiếng thừa dịp trong chớp nhoáng này hắn lần nữa xông về một bên hắc ám lão tổ lưỡi đao chỗ đi qua hắc ám lão tổ rối rít nhượng bộ nhưng mà ngay một khắc này đường vũ thần hồn đột nhiên nổi lên kịch liệt đau nhói để cho động tác của hắn một hồi loại đau khổ này vô cùng mãnh liệt phản phất đường vũ thần hồn bị xé nứt một cái dạng có thể quỷ dị hơn là loại này đau đớn không có dấu hiệu nào trong lúc bất chợt đánh tới ầm uhm. đường vũ khí tức một trận không yên thần hồn chấn động trước mắt hết thảy phản phất cũng lộ ra mơ hồ Khi tám vị hắc ám lão tổ đang ở trước mắt đung đưa tự hồ bọn họ cũng đang kỳ quái đến đường vũ trạng thái, ầm, um, bọn họ liếc nhau một cái, đồng thời xuất thủ, cường đại uy thế từ bốn phương tám hướng tới, tự hồ muốn đường vũ nghiền nát vào giờ khắc này. đường vũ dùng sức chớp động liếc mắt con mắt, cố nén thần hồn đau đớn, pháp lực lần nữa nhấc lên, cùng hắc ám lão tổ đại chiến với nhau. theo đại chiến tiếp tục tiếp, thần hồn bên trong đau đớn, lại đang dần dần thối lui. Cái này làm cho Đường Vũ cảm thấy rất là kỳ quái. Này cổ đau đớn không có dấu hiệu nào tới, lại không có dấu hiệu nào thối lui. Thậm chí còn có trước mắt một màn này, hắn bản năng cho là đây tuyệt đối là một loại giả tạo huyễn cảnh, có thể hết thảy lại như thế chân thực, để cho Đường Vũ tự có nhiều chút không phân rõ rốt cuộc là chân thực hay lại là huyễn cảnh rồi. Ầm. Uhm, rầm rầm rầm. Cùng hắc ám lão tổ đại chiến, khí tức kinh khủng lan tràn ở toàn bộ hỗn độn sâu bên trong. Đường Vũ quanh thân lóe lên không đồng đạo quỷ dị pháp tắc, ở chiếu lấp lánh. Hắc ám lão tổ đang nộ hống đến. Mỗi người trên người hắc ám khí tức cũng đều đã phát huy đến cực hạn rồi. Nhưng mà lại chậm chạp không cách nào bắt lại Đường Vũ, thậm chí bị Đường Vũ liên tiếp trọng thương. Lần lượt bị Đường Vũ nghiền nát, dựa vào diệt thế bàn năng lực, lần nữa đoàn tụ. Này như vậy lần lượt đoàn tụ, cũng giống vậy ở tiêu khiển chính mình bản nguyên lực lượng, một khi bản nguyên lực lượng hoàn toàn suy yếu, như vậy không phải của bọn họ không có khả năng sẽ chết ở đường vũ trong tay. Ầm. Uhm. Diệt thế bàn trong phút chốc phóng đại. Phản phất đem trọn cái hỗn độn cũng bao phủ. Tám vị Hắc Ám lão tổ đồng loạt ra tay, thúc giục diệt thế bàn hướng đường vũ trấn áp mà tới. Chết cho ta. Đưa ngươi trấn áp vào giờ khắc này. Kèm theo Hắc Ám lão tổ thanh âm, diệt thế bàn tán rơi xuống Hắc Ám khí tức, đem đường vũ lồng che ở trong đó nhưng mà đường vũ chiến lực vô cùng cường đại. Vung đầu nắm đấm, đánh tới, càng quét hết thảy. Đã diệt thế bàn cũng đang run rẩy. Rầm rầm rầm. Đường vũ liên tiếp ra quyền, vô số kinh khủng quyền thế, phản phất từ cổ kim tương lai tới. Khắp nơi đều là quyền thế hư ảnh, ngược lại lại thực chất đứng lên, từ bốn phương tám hướng, đánh phía diệt thế bàn. Rầm rầm. Diệt thế bàn đang run rẩy tự hồ cũng muốn vỡ nát như thế kinh cũng hắc ám khí tức từ diệt thế trên khay tản ra không bị khống chế một dạng điên cuồng lan tràn bốn phía ầm ầm tám vị hắc ám lão tổ đồng loạt không bị khống chế một loại lui về phía sau mỗi người đều nặng thương ở giờ khắc này vốn là vô cùng cự đại diệt thế bàn ở đường vũ cái thế uy mãnh quyền thế bên dưới lần nữa bị đánh trở về nguyên hình biến thành lúc ban đầu cỡ như vậy hôm nay các ngươi bị diệt tại này đường vũ thanh âm vang dội ở trong hỗn độn hắn càng chiến càng ham tựa như một tôn cái thế chiến thần vô tận đao ý bao phủ quyền thế lan tràn trong hỗn độn đường vũ bóng người trong phút chốc hóa thành tám cái mỗi thân ảnh cũng xông về một vị hắc ám lão tổ đang thi triển đến bất đồng pháp thuật ngay sau đó bóng người lần nữa hợp nhất tự mình đạo pháp tắc không ngừng buông xuống pháp tắc lóe lên giống như là từng đạo đường vũ bóng người từ năm tháng trường hà bên trong đi tới pháp tắc hiện ra hóa thành đạo thân có hát ám lão tổ khiếp sợ thanh âm đang vang vọng chỉ là lại chôn vùi ở vô tận kinh khủng uy thế bên trong ầm rầm 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 ầm là hát ám khí tức là vô tận đau ý là cái thế quyền quan là pháp tắc chi lực lan tràn đã làm cho không người nào có thể phân rõ rồi ầm trống cự va chạm mạnh tiếng nổ âm bên trong có tiếng trống giận âm có tiếng kêu đau truyền tới ở sâu thẳm trong hỗn độn vang dội thật lâu không tiêu tan ầm uhm. đang chiến đấu trong tiếng nổ có huyết sắc đang bắn tung đường vũ bóng người xuất hiện hắn đang không ngừng ho ra đầy máu mà ở trước mặt hắn cách đó không xa tám đạo đen nhánh bóng người cũng hiện ra giờ phút này bọn họ tức thì vô cùng chật vật quanh thân hắc ám khí tức cũng không yên từng cái đang không ngừng ho ra máu. Nhìn bọn họ, đường vũ trong lúc bất chợt nở nụ cười, ta sẽ để các ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như không có diệt thế bàn đánh tới, chặn lại đã biết một đòn, sợ sợ chúng nó như cũ sẽ bị diệt đi. Ông ông ông! Diệt thế bàn đang run rẩy. Phía trên rõ ràng xuất hiện một đạo vết tích, có chút lõm xuống, đó là đường vũ lưu hạ vết tích. Diệt thế bàn cũng không gì hơn cái này. Nhìn diệt thế trên khay vết lõm, Đường Vũ cười lạnh một tiếng. Đáng chết. Tại sao hắn sẽ mạnh như vậy? Hắc Ám lão tổ khiếp sợ nói, bây giờ bọn họ đã không phải Đường Vũ đối thủ. Chỉ có thể dựa vào Diệt Thế Bàn tới cùng Đường Vũ chu toàn. Nếu như không có Diệt Thế Bàn, sợ sợ chúng nó đã chết ở Đường Vũ trong tay. Nhưng mà ngay cả Diệt Thế Bàn đều bị Đường Vũ quyền thế, để lại một đạo vết lõm, phía trên kia quyền ấn có thể thấy rõ ràng tám vị hắc ám lão tổ đứng ở diệt thế trên bàn giờ phút này nội tâm của chúng có chút vô lực từng cái kỷ nguyên chôn cất diệt cùng trọng sinh kỷ nguyên hơi có một ít phát triển các ngươi sẽ phát động luân hồi chính là sợ hãi có người có thể uy hiếp các ngươi địa vị bây giờ càng phải như vậy hạn chế người khác phát triển chèn ép nào ngờ cuối cùng cũng có nhân nghịch lưu nhi thượng một đời lại một đời người bọn họ luôn có người xuất sắc đi ra các ngươi này phương họa địa vi lao đi xem hướng càng rộng lớn hơn không trung có lẽ một số người dù là đi ra các ngươi thiết lập đưa này phương lồng giam bọn họ cho các ngươi mà nói vẫn như củ nhỏ nhặt không đáng kể yếu đáng thương em bé có thể bọn họ lại phá vỡ trói buộc đi ra các ngươi họa địa vi lao đường vũ ngưng mắt nhìn bọn họ lạnh lùng nói bây giờ các ngươi có thể từng nghĩ qua có hôm nay hậu quả nếu là không có việc thế bàn chỉ sợ các ngươi sớm đã chết nhưng lập tức sự có diệt thế bàn thì như thế nào? Đơn giản chính là kéo dài một ít thật sự thời gian tồn tại thôi. Như cũ sẽ bị diệt tại này. Đường vũ đưa tay hướng xa xa chỉ chỉ, lúc trước nơi này, còn có nơi này, tùy ý có thể thấy tinh thần, rất đẹp. Bây giờ chỉ có một vùng tâm tối, nhưng cũng không có quan hệ gì, không phá thì không xây được, ta sẽ lần nữa tạo nên vạn cổ luân hồi, sẽ đem những quá đó đi, điêu linh từ năm tháng vết tích bên trong lần nữa tìm mà ra hắc ám lão tổ ngưng mắt nhìn đường vũ không nói gì bọn họ quanh thân hắc ám khí tức đang không ngừng khẽ run thậm chí còn có nhiều chút không yên giống như là đường vũ từng nói nếu như không có diệt thế bàn sợ sợ chúng nó thật đã chôn cất diệt ở đường vũ trong tay đường vũ có chút mệt mỏi hướng bọn họ nhìn lại chỉ cần tiêu diệt các ngươi ta cũng có thể đi tiếp ta quan tâm nhân về nhà hắn nhìn về phía xa xa ánh mắt chớp động phản phất mang theo lệ quang Bọn họ đã đợi ta rất lâu rồi, ta rất nhớ bọn hắn, có lẽ bọn họ cũng rất nhớ ta. Cho nên, các ngươi cũng nhanh nhiều chút chết đi. Đường Vũ quát lên lên tiếng, "Sát!" Ầm. Uhm. Kèm theo cái này chữ sát cửa ra. Phản phất toàn bộ hỗn độn cũng nhăn nhó. Bốn phía bỗng nhiên hóa thành vô số quỷ dị quyền thế cùng đao ý, từ bốn phương tám hướng tới. Xông về hắc ám lão tổ. Sát Hắc ám lão tổ cũng đang nộ hống đến, rối rít xuất thủ, rầm rầm, ầm, diệt thế bàn đang chấn động, phát ra khẽ rung, ầm, nổ lớn vang dội ở hỗn độn, pháp lực ở lan tràn, đánh vào bốn phía, đoàn đoàn đoàn, rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng, có hắc ám lão tổ đang nộ hống, có thể đúng là vẫn còn bị đường vũ nghiền nát, duy có một tí yếu ớt chân linh trốn thoát. Bám vào rồi diệt thế trên bàn. Nhưng mà đường vũ lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đứng lên. Hắc ám lão tổ cứ như vậy bị đường vũ đánh chết một vị sao. Mặc dù có một tia chân linh, nhưng đối với đường vũ mà nói, đã không quan trọng rồi. Thậm chí vị kia hắc ám lão tổ ở khó khăn hồi đến trạng thái tột cùng rồi. Khi sợ sẽ là này tia chân linh tỉnh lại, cũng không biết rõ sẽ là bao nhiêu năm sau đó. Thật đã chết rồi sao? đường vũ càng phát ra cảm thấy hoảng hốt đứng lên tự hồ đầy đủ mọi thứ đều là như vậy không chân thực hắn tiến vào diệt thế bàn bên trong nhưng vì cái gì lại có thể như vậy đây nhìn đột nhiên ngây ngốc đường vũ còn lại mấy vị hắc ám lão tổ ai cũng không dám tùy tiện động thủ nhưng vì chúng nó cảm giác nói đường vũ bây giờ trạng thái rất là kỳ quái sẽ tiến hiện vào hắc ám tổ địa tiến vào diệt thế bàn sau tất cả mọi chuyện hồi tưởng một lần đường vũ tự hồ muốn từ trong tìm được dấu vết gì diệt thế bàn một cái thế giới khác đột nhiên làm cho mình trọng trở lại lúc trước thật sự chuyện phát sinh cho nên cũng thì có một màn như thế giờ phút này đường vũ phải chắc chắn thật giả phân chia lúc trước là thực sự bây giờ nhất định là giả đường vũ như cũ như vậy khẳng định cho là có thể nếu quả thật là giả vì tại sao như thế chân thực chính mình lại phải làm như thế nào đi ra nơi này đây Hắc Ám lão tổ liếc nhau một cái, thừa dịp giờ khắc này, đột nhiên xuất thủ, đánh phía Đường Vũ. Nhưng mà Đường Vũ quanh thân thay nhau đủ loại quỷ dị pháp tắc khí tức, trực tiếp đem Hắc Ám lão tổ liên thủ một đòn, chặn lại. Rầm rầm rầm. Quanh người hắn pháp tắc huy hoàng lóe lên, đang dệt ra vô số nhân quả trật tự, đem kia hắc ám lực triệt tiêu vô ảnh vô tung. Đường Vũ đột nhiên dương mắt hướng bọn họ nhìn lại, chẳng lẽ nói thật chỉ có giết các ngươi, mới có thể đi ra nơi này sao? Vừa dứt lời, thần hồn bên trong quỷ dị kia đau đớn lần nữa đánh tới. Đau đớn kịch liệt, dường như muốn đưa hắn thần hồn xé rách. Đường Vũ nhướng mày một cái, không khỏi thấp hừ một tiếng. Cùng lúc đó, nam tử tóc trắng con mắt xuất hiện ở thần hồn sâu bên trong. Nhưng mà kỳ quái là, trong mắt của hắn mang theo nồng nặc vẻ khiếp sợ, phản phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế. Đường Vũ vừa muốn nói chuyện cùng hắn, liền phát hiện cảnh tượng xung quanh kia hắc ám lão tổ, cùng với vô tận trong hỗn độn đang không ngừng biến mất. Quả nhiên là huyễn cảnh sao? Mà Đường Vũ thần hồn kia đau đớn kịch liệt lần nữa đánh tới, này cổ đau đớn kịch liệt phản phất đưa hắn từ hư ảo bên trong đánh vỡ, để cho hắn tỉnh lại. Lúc này Đường Vũ mới phát hiện mình lại nằm ở diệt thế bàn phe kia trong thế giới, bốn phía như củ tràn đầy bóng đêm vô tận khí tức. Hắn đứng lên, nếm thử một chút thở vào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Xảy ra chuyện gì? Đường vũ với trong thần hồn hướng nam tử tóc trắng hỏi thăm. Nhưng mà quỷ dị là, như cũ còn không có cảm giác được nam tử tóc trắng khí tức. Sự phát hiện này, để cho đường vũ ngẩn ra, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn hướng bốn phía quan sát một chút. Bóng đêm vô tận khí tức, cùng diệt thế bàn nội thế giới giống nhau như đúc. Chỉ là đường vũ lại đang trầm tư. Ngay từ đầu tiến vào hắc ám tổ địa, khi đó hắn quả thật có chút lo lắng hắc ám lão tổ tỉnh lại bởi vì sợ như vậy sẽ đưa tới lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn đang xuất thủ ngược lại hắn lần nữa trở lại đã từng thật sự trải qua hết thảy mà lúc này đây hắc ám lão tổ quả thật thức tỉnh ngay từ đầu đường vũ có chút mờ mịt không phân rõ thực tế hay lại là giả tưởng cho nên muốn là tiêu diệt hắc ám lão tổ hắn quả thật cũng làm được sau đó hắn cảm thấy không đúng khát vọng nam tử tóc trắng xuất hiện Hắn ở thần hồn sâu bên trong lại thấy được nam tử tóc trắng con mắt. Hơn nữa khi đó hắn bản năng cho là thật sự trải qua đều là giả tạo, mà ở trong đó mới là thật. Cho nên Đường Vũ lại đột nhiên hồi đến nơi này. Lấy tâm mà hóa sao? Nếu quả thật như vậy, như vậy diệt thế bàn phía thế giới này quả thật rất đáng sợ. Hướng bốn phía nhìn một cái, Đường Vũ đột nhiên nở nụ cười, lại vừa là chính là huyễn cảnh sao? Bằng vào ta tâm chỗ muốn mà thành vì nghiệm chứng cái suy đoán này đường vũ cố gắng nghĩ lại đến những thứ kia quan tâm nhân ầm uhm, cảnh tượng xung quanh biến đổi trước mặt tất cả đều là nhiều chút những thứ kia quen thuộc quan tâm nhân hỗn độn tinh vực giờ phút này đường vũ lần nữa trở lại hỗn độn tinh vực khi từng tờ một quen thuộc mặt đang ở trước mắt đung đưa mặc dù biết rõ trước mắt một màn này là giả nhưng là đường vũ như củ tim đập trộn lên mà bắt đầu bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu giải dụa, cố gắng không phải là vì hồi đến giờ phút này sao? Giờ phút này hắn thật trở lại. Để cho con mắt của đường vũ không khỏi có chút ương ước. Đường vũ. Ly Sơn lão mẫu một thân màu vàng quần áo, từ đàn xa thản nhiên cười yếu ớt này đi tới, nàng rác động linh động con mắt lớn, nhìn đường vũ, ngươi làm sao vậy? Đường vũ nhìn nàng, rất muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhưng hắn biết rõ, đây là giả. Việc thế bàn lấy hắn tâm chỗ nghỉ, thành tựu quỷ dị giả tưởng ảo ảnh. Lão Tam. Cách đó không xa lai ca ngậm thuốc lá, mị đến con mắt, chắp tay sau lưng đi tới. Nhìn như cũ như vậy nổi bật, cùng trong trí nhớ thân ảnh nhất dạng. Sư Phó. Tôn ngộ không, trư bác giới, tam lăng tử cũng từ đàn xa đi tới. Vây quanh ở bên cạnh hắn. Giờ phút này nhìn một màn này, đường vũ đột nhiên có một loại cảm giác. Nếu như đắm chìm trong này, vĩnh viễn ở trong ảo cảnh, có phải hay không là cũng là một niềm hạnh phúc đây? Đường Vũ nhìn bọn hắn, hắn con mắt ương ước. Thật tốt nha. Người quen biết, quan tâm nhân cũng ở bên người. Trong lúc bất chợt Đường Vũ thần hồn bên trong quỷ dị kia đau đớn lần nữa đánh tới. Này cổ quỷ dị đau đớn phản phất đang nhắc nhở hắn, không muốn hoàn toàn bị lạc ở chỗ này. Chỉ là Đường Vũ như cũ vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi người liếc mắt nhìn lại liếc mắt nhìn sau đó liền rời đi nơi này tất cả mọi người đang kỳ quái nhìn đường vũ đường vũ sư phó lão tam những thứ kia thanh âm quen thuộc ngay tại bên tai đây là đã qua thanh âm những thứ kia ở lại trong thần hồn nhớ vết tích hồn khiên mộng nhiễu một loại bên tai bờ lần nữa vang vọng mà bắt đầu đường vũ hít một hơi thật sâu nhìn bọn hắn chảy nước mắt mỉm cười mà bắt đầu Chờ đến ta, sau này ta đón các ngươi về nhà. Hắn nhắm lại con mắt, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Giả. Dạ. Đều là giả. Dạ. ầm, uhm. Hắn lần nữa đặt mình trong ở trong hỗn độn. Ngay sau đó, thần hồn bên trong vẻ này xé rách đau đớn lần nữa đánh tới. Để cho hắn không khỏi trên khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, nhìn thấy trước mắt hỗn độn đang không ngừng tiêu tan. Trong nháy mắt hắn lần nữa trở lại diệt thế bàn thế giới. Thật trở về chưa? Đường Vũ nhìn bốn phía nỉ non nói, hay lại là lần nữa tiến vào ảo ảnh bên trong. Nơi này quá mức quỷ dị. Hết thảy lấy tâm chỗ muốn mà trở thành huyển cảnh. Để cho người ta ứng phó không kịp, khó mà ứng đối. Giờ phút này ngay cả Đường Vũ đều đã không cách nào phân biệt vào giờ phút này thật sự trải qua rốt cuộc là thật hay là giả rồi hả? Quanh. Đường Vũ đem chính mình thất tình lục dục in toàn bộ trấn áp tại tự mình nói bên trong lấy một loại tâm như chỉ thủy tỉnh táo, câu thông đến trong đầu nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng tồn tại hay không, có thể để cho Đường Vũ phân biệt ra được hết thảy các thứ này rốt cuộc là thật hay giả. Nam tử tóc trắng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Khóe miệng của Đường Vũ giật giật, phản phất là đang cười. Giờ phút này sắc mặt hắn lạnh lùng có chút đáng sợ. Phong bế chính mình sở hữu thất tình lục dục, hắn giống như một khối lạnh giá đá bên ngoài. Giờ khắc này nội tâm của đường vũ bình tĩnh như nước, hào không dao động. Hắn trong lúc bất chợt ở chỗ này ngồi xuống, nhắm đến con mắt. Như thế như vậy, hắn phản phất có thể làm được tuyên cổ như thế. Rầm rầm rầm. Bên người tự hồ có thứ gì đang vang vọng. Nhưng mà đối với đường vũ lại không hề bị lay động. Phản phất cho dù là thiên băng địa liệt, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Không biết rõ qua bao lâu, đường vũ trong lúc bất chợt nghe được từ thần hồn bên trong truyền tới nam tử tóc trắng thanh âm xảy ra chuyện gì tại sao ngươi trong lúc bất chợt lăn ở ngay tại chỗ không nhúc nhích thanh âm này để cho đường vũ một trận tinh tế cảm ứng thần hồn bên trong nam tử tóc trắng tồn tại lần này là như thế chân thực cảm giác được ngay sau đó đường vũ tự mình phong ấn thất tình lục dục vào thời khắc này trở lại mà tới đường vũ trợn mở con mắt hướng quan sát bốn phía không nghi ngờ chút nào hắn như cũ vẫn còn ở diệt thế bàn phe kia bên trong thế giới lần này hắn hoàn toàn trở lại huyển cảnh đường vũ có chút như thích trách nhiệm vừa nói ta lâm vào một loại huyển cảnh phi thường quỷ dị tâm chỗ nghĩ đều có thể phơi bày nếu như không phải ta phát hiện một điểm này chỉ sợ ta bây giờ như cũ còn bị vây ở trong ảo cảnh đi chỉ bất quá để cho đường vũ thật sự hiểu hết thảy là hắn thần hồn bên trong truyền tới cái loại này đau từng cơn cảm giác Bản phất có thứ gì tại hắn thần hồn bên trong dùng cái này đề tỉnh đến hắn, thật sự trải qua là huyễn cảnh. Tâm chỗ nghĩ, tất cả trở thành huyễn. Nam tử tóc trắng nỉ non một cái câu. Không biết rõ tại sao, Đường Vũ từ trong mắt của hắn thấy được một loại đã lui kinh ngạc thần sắc khiếp sợ. Cũng không biết rõ có phải hay không là Đường Vũ nhìn lầm rồi. Đúng tâm chỗ nghĩ, tất cả trở thành huyễn. Đường Vũ nhíu mày lại, hỏi dò Ngươi có hay không cảm giác được thần hồn bên trong vừa mới có cảm giác đau nhói nam tử tóc trắng cùng hắn thần hồn liên kết theo lý thuyết hắn có thể đủ cảm giác được cái loại này đau nhói nam tử tóc trắng cũng phải như vậy nam tử tóc trắng há miệng ngược lại lắc đầu nói không có hắn đỡ nụ cười giải thích có lẽ ngươi thần hồn lực lượng cùng nơi này lực lượng quỷ dị lẫn nhau hướng cho nên mới có cảm giác đau nhói dĩ nhiên có lẽ là ngươi yên lặng cùng trong ảo cảnh huyễn cảnh bên trong truyền lại tới cảm giác. Thật là thế này phải không? Nhưng là đường vũ nhưng lại một loại cảm giác, chính là chỗ này cổ đau nhói cảm, là không để cho mình muốn trầm luân với huyễn cảnh. Tự hồ muốn đưa hắn kéo ra huyễn cảnh, mà tản ra cảm giác đau đớn. Có lẽ đi. Đường vũ hướng quan sát bốn phía, thuận miệng nói, bây giờ hay lại là dò xét ra phía thế giới này rốt cuộc là cái gì mới là chủ yếu. Nơi này có pháp tắc khí tức, viễn cảnh ảnh hưởng đến thần hồn, thật sự là quá mức quỷ dị. Nam tử tóc trắng cũng nói. Chính mình cho tới bây giờ cũng không hề rời đi nơi này quá. Chỉ là trong lúc bất chợt phản phất mất đi thật sự có thần thức giác quan như thế, đứng ngơ ngác không nhúc nhích. Nếu như vào thời khắc ấy hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại đột nhiên xuất hiện. Đường vũ có chút không dám tưởng tượng. Nam tử tóc trắng nói, nơi này có pháp tắc chi lực, là hắc ám lực tuần hoàng, cũng là bởi vì như thế tạo cho vô số hắc ám tồn tại hơn nửa nơi này huyễn cảnh còn cho ngươi thần hồn cũng lõm sâu ở trong đó ngươi cho là nơi này là cái gì đường vũ nhỏ khẽ hít một lần mắt trong lúc bất chợt nghĩ tới ở chư thiên bên trong cùng tiểu thụ kinh trải qua một màn kia kia một tảng đá bên trong một thế giới sáng tạo nói cái thế giới kia đường vũ lấy tự mình nói hóa thành sợi tơ hướng bốn phía lan tràn Nơi này có đạo pháp tắc, cũng không có cùng tự mình đạo pháp tắc lực sinh ra mâu thuẫn. Ta không biết rõ." Đường Vũ có chút nặng nề nói. Trong mơ hồ hắn phản phất đoán được diệt thế bàn là cái gì. Chỉ là nhưng có chút khó tin thôi. Một cái nói mới thành lập. Nam tử tóc trắng đôi mắt giống như một cái nóng bỏng thái dương một dạng ở Đường Vũ thần hồn bên trong chiếu lấp lánh, thực ra ngươi không thể nào không đoán được. Cái này nói mới thành lập cùng ngươi tự mình đạo hữu đến hiệu quả như nhau chỗ. Tự mình nói đại thành. Từ đó bị quất cách, tế luyện hóa thành diệt thế bàn. Cũng là bởi vì như thế tạo nên vô số hắc ám tồn tại. Cái này nói mới thành lập, đang cùng vũ trụ nói với nhau tranh phong. Thậm chí nếu như cái này nói đại thành, chưa chắc không thể thay thế vũ trụ nói. Nhưng là đường vũ lại có thể cảm giác. Nơi này ẩn tàng cái này nói nhất định là sau đó tạo thành lúc ban đầu diệt thế bàn có lẽ bất quá chỉ là một cái pháp bảo. Đường vũ nhắm đến con mắt, sửa sang lại trong đầu ý nghĩ. Lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn tại, tế luyện rồi diệt thế bàn. Sau đó bị hắc ám lão tổ tìm được. Lại hoặc giả nói là diệt thế bàn thành tựu hắc ám lão tổ, đưa chúng nó hóa thành hắc ám chí cao vô thượng tồn tại. Hắc ám tổ địa. Vô gian chi địa. Bởi vì cây nhỏ quan ánh chiếu, có hắc bạch cũng có sinh mệnh sinh mệnh với hắc ám mà sống khi đó hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại có nhàm chán như vậy sao không việc gì thời điểm liền phát động luân hồi cho nên rất có thể là có người đột phá mà ra tình cờ tiến vào hắc ám tổ địa gặp diệt thế bàn từ mà trở thành hắc ám lão tổ tự hồ rất có khả năng này lúc đó hắn ở trong bóng tối trăm năm khi đó ninh nguyệt nói qua diệt thế bàn là hắc ám lão tổ luyện chế nhưng đây hoàn toàn không thể nào nhưng vì chúng nó thực lực căn bản cũng không đủ diệt thế bàn là hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn đang luyện chế không thể nghi ngờ nó đem điều này đạo dung nhập vào rồi diệt thế trong mâm sao đường vũ nói cho nên nơi này hắc ám khí tức đang không ngừng tuần hoàn giống như là một loại nói luân hồi dừng một chút đường vũ có chút không xác định nói ta kinh nghiệm đã từng trải hành lang sinh ra lúc ban đầu cùng cuối cùng vẫn lạc chi địa. Không biết rõ tại sao, ta cảm giác lại cùng nói vẫn lạc khí tức có chút giống nhau. Nam tử tóc trắng ánh mắt ngẩn ra, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, cốt nửa đường, nói lúc ban đầu sinh ra cùng vẫn lạc, là, là kia một đóa thời gian chính đêm tiêu, bọn họ nâng lên vô số đạo cùng vũ trụ, cũng là nói thật sự chôn tất diệt sau cuối cùng nơi quy tụ. Màu trắng là nói tân sinh, màu đen là nói vẫn lạc đường vũ không hiểu nhìn nam tử tóc trắng không biết rõ hắn tại sao trong lúc bất chợt nói như vậy chỉ thấy nam tử tóc trắng nở nụ cười tiếp tục hướng phía trước đi nếu như nơi này thật là một nơi nói như vậy chúng ta tổng hội đến gần nó quy luật cùng cảm ứng được khí tức của nó dừng một chút nam tử tóc trắng tiếp tục nói dù sao bây giờ hết thảy đều là chúng ta suy đoán nói xong nam tử tóc trắng ngậm miệng không nói tự hồ là đang trầm tư cái gì đường vũ với diệt thế bàn trong thế giới tiếp tục hướng phía trước. Thỉnh thoảng quỷ dị phong thanh vang lên lần nữa. Rầm rầm rầm. Quỷ dị hơn là có kinh lôi ở nổ ầm. Bổ ra trong bóng tối, tỏa ra bốn phía đen kịt một màu. Ở tuyệt đối mặt tối trước, cho dù là kinh lôi cùng thiểm điện, phát tán ra quan đều là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Lại càng tăng thêm chút khí tức quỷ dị. Ông 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 có thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai. Để cho đường vũ không khỏi dừng chân lại, cảnh giác. Hướng bốn phía dò xét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn tiếp tục hướng phía trước, giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi bốn phía pháp tắc lực lượng ở dần dần tăng lên. Kinh khủng uy thế từ bốn phương tám hướng mà tới. Dường như muốn đưa hắn nghiền ép nghiền nát như thế. Có tự mình nói bảo vệ, ở cộng thêm đường vũ thể xác cường độ có thể ngay cả như vậy đường vũ như cũ còn cảm thấy chút ít áp lực như vậy có thể thấy này của uy thế là kinh khủng dường nào nếu như không phải đường vũ đổi thành bất cứ người nào sợ rằng cũng phải tại chỗ bị nghiền ép nghiền nát nhưng mà nội tâm của đường vũ lại nổi lên một tia mừng rỡ pháp tắc chi lực tăng lên áp lực đánh tới đủ để chứng minh cũng nhanh muốn đến gần nơi này tối hạch tâm vị trí cũng chính là tối cường đại kin cũng nhất địa phương. Có lẽ đến thời điểm có thể hoàn toàn dò xét ra hắc ám khí tức từ đâu tới. Sắp đến gần hạch tâm vị trí. Nam tử tóc trắng mở miệng nói, pháp tắc khí tức liên hồi, ta cảm giác đi vào trong sẽ càng đáng sợ hơn. Thậm chí ngươi nhục thân cường đại cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hơn nữa lực lượng quỷ dị không ngừng thâm nhập vào rồi thần hồn. Ít như vậy cho phép lực lượng, ngươi thần hồn tự nhiên ngăn cản. Nhưng nếu như cổ lực lượng này ở tăng cường, không nói ngươi sức mạnh thân thể có thể ngăn cản hay không. Ngay cả thần hồn sợ rằng cũng sẽ bị này cổ hắc ám lực lượng xâm phạm. Nam tử tóc trắng thở dài một cái, bây giờ ngươi đều cảm giác được áp lực, ở đi phía trước có thể tưởng tượng được, pháp tắc chi lực sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn nói tới, Đường Vũ tự nhiên cũng cảm thấy. Theo không ngừng về phía trước, như vậy pháp tắc sức mạnh chèn ép sẽ càng thêm cường đại. Dù là ở chỗ này lấy thể xác của hắn cường hãn ở cộng thêm tự mình nói bảo vệ đều cảm giác được một loại áp lực ở một cái này của lực lượng quỷ dị còn đang không ngừng hướng thần hồn bên trong xâm nhập đương nhiên bây giờ đường vũ là có thể ngăn cản nhưng nếu như ở về phía trước theo của lực lượng này không ngừng cường đại hắn có thể đủ ngăn cản bao nhiêu đây thật có thể đến gần tối hạch tâm vị trí sao ngay cả đường vũ cũng không có bao nhiêu lòng tin bất quá của lực lượng kinh khủng này tự hồ cũng ở đây vô hình trung chứng minh nơi này đúng là một cái đạo tồn ở chỉ bất quá cùng diệt thế bàn tự hồ là hai cái thế giới nơi này là nút ở diệt thế trong mâm bộ chỗ sâu nhất xem ra đem ẩn trốn ở chỗ này lấy hắc ám khí tức phát ra không nếm không phải che giấu cái này nói dùng cái này muốn tới giấu giếm quá vũ trụ nói bất quá thật có thể giấu giếm quá vũ trụ nói sao nếu quả thật giấu giếm quá như vậy thì sẽ không có đến nam tử tóc trắng đám người nghịch thiên mà ra cùng hắc ám đại chiến chung quy mà nói chúng sinh với dưới đường đều là con kiến hôi chẳng qua là có con kiến hôi trưởng thành để cho vũ trụ nói trở nên nặng coi rồi ngược lại sẽ lần nữa bố trí tới hủy diệt đối với nó có uy hiếp hết thảy tồn tại đây chính là vũ trụ nói quy luật và cân bằng cái này nói vượt qua ngươi tự mình nói Nam tử tóc trắng tiếp tục nói. Đường Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu một cái, ta cảm giác. Cái này nói ẩn giấu ở đây, không biết rõ bao lâu, lớn lên, cũng so với ta tự mình nói thời gian lâu hơn rồi. Vừa nói đường Vũ trong lúc bất chợt nở nụ cười, mới sinh, tiêu diệt, luân hồi. Ta tốt giống như biết, tại sao hắc ám sinh ra sinh mệnh thêm bị diệt. Đường Vũ thở dài một cái, Bây giờ diệt thế bàn tự hồ so với lúc trước càng thêm cường đại. Loại này cường đại không phải là bởi vì diệt thế bàn bản thân, mà là bởi vì nơi này ẩn nút cái thế giới này, cái này nói, ảnh hưởng đến diệt thế bàn. Nam tử tóc trắng gật đầu một cái, năm đó ta từng quơ đao mà qua, ở diệt thế trên khay để lại vết tích. Bây giờ cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta, lần nữa chém ra một đao kia, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể lưu lại dấu vết. Nó đang cùng vũ trụ nói cạnh tranh nó thậm chí còn muốn phải thay thế vũ trụ nói ánh mắt của đường vũ nổi lên vẻ uể oải đây chính là hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại thật sự sáng tạo ra nói sao bây giờ nó lại được có biết bao cường đại đây đường vũ tự mình nói cũng có thể bị quất cách nhưng hắn như cũ còn có thể nắm trong tay với nhau tự sát nhau mà tự mình nói cường đại cũng tương tự có thể để cho đường vũ lần nữa tiến bộ nếu như đường vũ không có đoán sai nơi này nói chắc cũng là như thế chứ vô luận biết bao cường đại cũng không trọng yếu bởi vì ngươi có thể chiến thắng nó nam tử tóc trắng mục đích quang minh sáng ngưng mắt nhìn đường vũ mặc dù nó cũng có cùng ngươi giống vậy nói thậm chí so với ngươi càng thêm cường đại nhưng là ngươi không được quên rồi ngươi bất quá mấy ngàn năm mà thôi nó đều đã tồn tại bao lâu cho nên chỉ cần có đủ thời gian ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua nó chiến thắng nó nghe vậy đường vũ lắc đầu cười một tiếng ngươi không cần lấy loại biện pháp này an ủi ta ta chỉ bất quá nhất thời cảm khái thôi ta sẽ không mất đi vô địch đạo tâm đi tự mình hủy bỏ ngươi có thể yên tâm nam tử tóc trắng ha ha cười to ta tự nhiên biết rõ ngươi không biết với nhau đã nhiều năm như vậy đã sớm vô cùng hiểu rồi vô luận là đường vũ hay là hắn bọn họ đạo tâm đã sớm tâm như bàn thạch rồi huống chi đã không có đường quay về. Chỉ có thể đi tiếp. Chỉ có buông tay đánh một trận. Đường vũ cảm thụ chèn ép tới đạo pháp tắc. Hơi hơi do dự, lần nữa bước về phía trước đi. Theo hắn đi về phía trước chút ít. Tự mình nói phát ra tiếng nổ âm. Hai cổ đạo pháp tắc ở vô hình trung bắt đầu tiến hành va chạm. Đạo pháp tắc đánh vào, để cho đường vũ sắc mặt từng trận tái nhật. Tự mình đạo pháp tắc rơi vào hạ phong bạn bất đắc dĩ, Đường Vũ không khỏi lui về sau một chút khoảng cách. Lúc này mới cảm giác rồi áp lực giảm xuống đi một tí. Nơi này đạo pháp tắc vượt qua tự mình nói, ngươi không cách nào chân chính cảnh giới chỗ cốt lõi. Nam tử tóc trắng nói, hơn nửa trừ đạo pháp tắc khí tức, còn có này một cổ lực lượng quỷ dị ở lan tràn. Dừng một chút, nam tử tóc trắng tiếp tục nói, cổ lực lượng này rất cường đại, rất đáng sợ. Đường Vũ nhỏ khẽ híp lần mắt, tại sao ta có một loại cảm giác quen thuộc đây không biết rõ tại sao hắn không khỏi nổi lên cảm giác quen thuộc cổ hơi thở này thật giống như ở nơi nào thấy qua bất quá này nhất định là lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn tại thật sự còn sót lại nhiều năm như vậy đường vũ đã từng đi qua nó một ít vết tích có lẽ là đã từng trong lúc lơ đãng cảm ứng được cổ hơi thở này cho nên mới có như vậy cảm giác quen thuộc đi Nam tử tóc trắng ánh mắt có chút giật giật, chậm rãi nói, ngươi không cách nào hoàn toàn đến gần lực lượng nồng cốt, thối lui ra nơi này đi. Nếu như ở đi xuống, thậm chí ngươi nhục thân cũng sẽ vỡ nát, liên đới ngươi tự mình nói, thậm chí còn ngươi thần hồn cũng sẽ trọng thương. Một điểm này đường vũ cũng biết rõ. Đây là một loại đạo khí tức. So với hắn tự mình đạo pháp tắc càng thêm cường đại. Tọa lạc tại nơi này tư dưỡng nó đại thành. Chỉ là như vậy lui bước đường vũ nhưng có chút không cam lòng nhưng muốn đến gần quả thật không cách nào nửa lần nhích tới gần đường vũ đứng tại chỗ chốc lát thoáng hơi trầm ngâm xoay người rời đi tia không chút dông dài nam tử tóc trắng trong mắt nổi lên một tia tán thưởng ngay sau đó lần nữa dần dần không nhìn thấy ở đường vũ thần hồn sâu bên trong rầm 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 ô ô ô bốn phía quỷ dị thanh âm như cũ vẫn còn tiếp tục nhưng mà lui ra so với tiến vào đơn giản rất nhiều. Dù sao đã có kinh nghiệm. Hơn nữa sợ hãi bị lạc ở trong đó, đường vũ còn để lại một đạo đạo khí tức nút ở nơi này. Chỉ dẫn hắn đi ra ngoài đường. Rất nhanh đường vũ liền từ diệt thế trong mâm này phương ẩn nút thế giới mà ra. Theo đường vũ đi ra phe kia thế giới. Mơ hồ một chỉ con mắt hiện lên. Tự hồ có tiếng thở dài âm đang vang vọng ngược lại diệt thế bàn cái này ẩn nút thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh đường vũ tự nhiên cảm giác được có hắc ám tồn tại diệt thế trong mâm dò xét đến không nghi ngờ chút nào đây là tới dò xét vừa mới diệt thế bàn vẽ này chấn động giết chết nó đường vũ nhỏ khẽ hít một lần mắt nhưng vẫn là thần không biết quỷ không hay rời đi diệt thế bàn chỉ bất quá lại hóa thành cái kia hắc ám tồn tại dáng vẽ ngược lại hắn từ diệt thế bàn vừa nhảy ra trước lúc ly khai hắn vung tay lên lấy nhất phương kết giới đem cái kia hắc ám tồn tại tạm thời phong ấn ở rồi diệt thế bàn bên trong bên trái đứng thẳng ngươi có thể dò ra ra cái gì trưởng khống giả nhìn đường vũ trực tiếp hỏi dò diệt thế bàn chấn động chuyện này nói đại cũng lớn dù sao cũng là hắc ám chí bảo đường vũ hơi sững sờ hiểu rõ ra nó hướng về phía trưởng khống giả thi lễ trưởng khống giả đại nhân thuộc hạ vô năng cũng không có dò xét ra cái gì. Cái kết quả này tự hồ cùng trưởng khống giả đợi một đám hắc ám tồn tại dự đoán là như thế. Diệt thế bàn đột nhiên chấn động, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị dò xét mà ra. Từ đường vũ tiến vào diệt thế trong mâm bộ một khắc kia, phản phất cùng hóa thân mất đi liên lạc, bị vô hình trung ngăn cách. Nếu như nói diệt thế trong mâm, thật là một cái nói. Như vậy một điểm này thì cũng không kỳ quái. Theo đường vũ xuất hiện lần nữa, tự nhiên cảm giác được hóa thân tồn tại. Về phần đi ra hắc ám tổ địa mấy cái tồn tại, toàn bộ đều bị hắn dễ như trở bàn tay tiêu diệt ở trong hỗn độn. Chưởng khống giả gật đầu một cái, mang theo một đám hắc ám xoay người rời đi. Mà đường vũ cũng không có cúng cùng rời đi. Vô tình hay cố ý hướng sau núi tổ địa đi. Trong lúc bất chợt nhìn đến xuất hiện trước mặt nhân, đường vũ nhỏ khẽ hít một lần mắt. Ngự không? Hay lại là một thanh phong? chỉ là vô luận là ngự không hay lại là một thanh phong, Đường Vũ đều có lòng tin tuyệt đối, không phát hiện được chính mình. Vừa nghĩ tới một thanh phong, nội tâm của Đường Vũ vẫn còn có chút phức tạp. Có thể nói hắn thì là trước kỷ nguyên duy nhất thật sự còn sót lại người. Về phần lúc trước ân ân oán oán đã sớm tan thành mây khói. Nếu quả thật có thể, Đường Vũ không ngại đưa hắn kéo ra hắc ám. Ngươi là người phương nào? Không biết rõ nơi này là cấm địa sao? ngự không lạnh giọng nói trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng mặc dù nó còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong tu vi nhưng so sánh với lúc trước ít nhiều gì hay lại là tiến bộ một ít bất quá ngự không cũng biết rõ muốn chân chính khôi phục đỉnh phong tu vi đã không phải dễ dàng như vậy rồi đường vũ hướng về phía ngự không thi lễ là trưởng khống giả đại nhân phái thuộc hạ tới dò xét lão tổ một phen dừng một chút đường vũ tiếp tục nói chỉ cần là trưởng khống giả muốn muốn hỏi thăm một chút, mấy vị lão tổ còn phải khi nào tỉnh lại. Bây giờ ta hắc ám tổ địa vì an toàn, né tránh Đường Vũ Phong mang, chỉ có thể tạm thời lui ở nơi này. Bao nhiêu đi ra ngoài hắc ám đi tìm hiểu tin tức, càng là mệnh tan đường vũ tay. Nếu là ở tiếp tục như vậy, ta hắc ám tổ địa ác sẽ thương vong thảm trọng. Hơn nữa một khi bị Đường Vũ tìm nơi này, nếu như lão tổ vẫn còn đang trong giấc ngủ say, vừa nói đường vũ ngậm miệng không nói ngự không hừ một tiếng những thứ này bổn tọa tự nhiên biết rõ nếu như không có sự tình cút ngay không nên quấy rầy bổn tọa tu luyện từ đường vũ xoay người rời đi chỉ là theo ngự không thân ảnh biến mất đường vũ đem trọn cái ký tức cũng ẩn giấu đi rất nhanh liền đi tới hắc ám lão tổ ngũ say nơi cho dù ở trong giấc ngủ say như cũ có thể cảm giác bọn họ thật sự tản ra kia cường đại khí tức. Đủ để phá hủy hết thảy. Mà ở bọn họ thật sự ngủ say nơi chung quanh, còn có kết giới thủ hộ. Đường vũ cười lạnh một tiếng, thật đúng là sợ chết nha. Như vậy kết giới đoán chừng là phòng bị chính mình. Bởi vì trừ chính mình bên ngoài, trên căn bản không có ai có thể đến gần nơi này. Bọn họ thật sự ngủ say khí tức lơ đảng phát ra, cũng đủ để cho người khác vỡ vụn cảm thụ kết giới. Đường vũ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là quan sát một phen sau. Bắt đầu ở bên ngoài kết giới một trận làm việc. Đem hết thảy các thứ này cũng làm xong, đường vũ kiểm tra một chút, phát hiện hẳn không có vấn đề gì. Lúc này mới nhìn một chút trời đi. Bất quá lúc trời hắc ám tổ địa trước, đường vũ lần nữa đi tới diệt thế bàn chỗ. Với diệt thế bàn bốn phía bố trí một tọa trận pháp. Sau đó lúc này mới hoàn toàn rời đi hắc ám tổ địa. Theo Đường Vũ rời đi hắc ám tổ địa sau đó không lâu. Trong lúc bất chợt diệt thế bàn lần nữa rung rẩy. Mãnh liệt hắc ám khí tức phun ra. Bốn phía trong mơ hồ có vô tận đao ý, lan tràn hướng hắc ám tổ địa. Rầm rầm rầm. Hắc ám tổ địa đang chấn động. Cách diệt thế bàn lân cận một ít hắc ám tồn tại, tại chỗ bị nghiền ép nghiền nát trong đó tự nhiên cũng bao gồm tứ đại thủ hộ giả rồi về phần diệt thế trong mâm vị kia tên là bên trái đứng thẳng gia hỏa nó vận khí vẫn tương đối tốt dù sao nó là nút ở diệt thế trong mâm bộ cho nên cũng không có bị xung kích đến chỉ là như cũ còn bao vây đường vũ kết giới bên trong còn đang không ngừng tìm kiếm đường ra muốn đi ra diệt thế bàn xảy ra chuyện gì diệt thế bàn làm sao sẽ lần nữa chấn động đây lần này chấn động so với lần trước càng đáng sợ hơn. Có người tiến vào đến nơi này. Ngự không xuất hiện, nó nhìn thấu ở diệt thế bàn bốn phía bố trí trận pháp. Tòa này trận pháp là ngoại lai. Lấy trận pháp hướng diệt thế trong mâm không ngừng dung nhập vào đến pháp lực. Để cho cùng diệt thế trong mâm hắc ám lực lượng xung đột lẫn nhau. Sau đó ở diệt thế bàn hắc ám khí tức bên dưới đem tòa này trận pháp đang trùng kích mở từ đó bạo phát ra núp ở bên trong trận pháp vô tận uy thế. Chưởng khống giả mang theo một đám hắc ám tồn tại xuất hiện lần nữa, nó bạo nổ quát một tiếng, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vừa nhìn thấy ngự không, chưởng khống giả hướng về phía nó thi lễ, dám hỏi lão tổ đã xảy ra chuyện gì. Còn không chờ ngự không nói chuyện đâu rồi, có khí tức đang ngưng tụ. Hóa thành đường vũ bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất thời một đám hắc ám tồn tại khắp cả người tê dại, lăn lộn thân lạnh giá. Là Đường Vũ. Hắn lại tiến vào hắc ám tổ địa. Nguy rồi. Bây giờ lão tổ Như Cũ còn ở trong giấc ngủ say, còn có ai có thể ngăn cản Đường Vũ thần uy đây? Nếu như nếu là hắn động thủ, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ xong con bê, liên đới hắc ám tổ địa kinh khủng cũng sẽ tiêu diệt đi. Không nghĩ tới bọn họ hắc ám tổ địa đã né tránh đến nơi này lại vẫn như cũ bị đường vũ tìm được. Nhưng mà ngự không lại phát hiện, này bất quá chỉ là đường vũ lưu lại một tia khí tức thôi. Tồn tại không được bao lâu. Chỉ là như vậy có thể thấy, đường vũ nhất định là tiến vào hắc ám tổ địa. Đường đường đường. Đường vũ. Chưởng khống giả dập đầu nói lắp ba, trung rẩy mở miệng. Bất quá chỉ là còn để lại một tia khí tức thôi. Ngự không mở miệng giải thích một câu lúc này mới đem đông đảo hắc ám tồn đang sợ hãi hóa giải bằng không một ít người cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười châm biếm nhất thời để cho một đám hắc ám lại vừa là một trận rợn cả tóc gáy thần không biết quỷ không hay vào ta hắc ám tổ địa ngự không thanh âm bình tĩnh vô cùng đường vũ ngươi so với lúc trước mạnh hơn đường vũ nhún vai một cái nhìn về phía hắc ám lão tổ ngũ say phương hướng tự nhiên Ngươi nghĩ rằng ta là mấy cái lão bất tử phế vật sao? Nhiều năm như vậy cũng không có gì cảnh giới. Phế vật, xong con bê, cái gì cũng không phải. Một đám hắc ám tồn tại có chút phẫn nộ. Có thể lại không dám nói gì. Dù là chỉ là một đạo khí tức biến thành. Bọn họ cũng không dám càng rỡ. Năm xưa đường vũ cái thế vô địch thần uy, ở nội tâm của chúng bên trong để lại lau không nổi bóng mờ. Nghe vậy, ngự không thở dài một cái, đường vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thân là một cái hắc ám lão tổ, sừng sững ở trên chín tầng trời thật cao tồn tại. Lại cùng đường vũ nói chuyện như vậy. Dùng cái này có thể thấy được, nó tự hồ có hơi túng. Không làm gì, chỉ là để cho ngươi biết môn, vô luận đi nơi nào, cũng né tránh không được bây giờ ta. Đường vũ nhìn về phía trưởng khống giả chậm rãi nói, về phần ngươi không lâu trước đây phái đi ra ngoài mấy vị kia hắc ám tồn tại, ta đã đưa bọn họ lên đường ta cho rằng các ngươi có thể mở tiệc một đám hắc ám tồn tại nội tâm một trận vốn là còn có chút gia hỏa cũng không nhẫn nại được muốn muốn đi ra ngoài lãng một vòng mà bây giờ phát hiện còn nơi này là an toàn vốn là bọn họ đều cho rằng đường vũ nhất định ở bế quan khẩn cầu đột phá nhưng là nhân gia căn bản không có bế quan hơn nữa so với lúc trước mạnh hơn quả nhiên may mắn trong lòng là không được cũng tỉ như đi ra ngoài mấy tên kia, không phải là ông cái này may mắn trong lòng sao. Bây giờ được rồi. Trực tiếp bị khiên đi, tại chỗ cách mộ phần. Các ngươi hắc ám tiệc rượu vài món thức ăn nhỉ. Nếu như lời khen, ta còn có thể cọ bữa cơm. Đường vũ nhe răng cười một tiếng, cái kia nụ cười nhìn, phi thường khí tức. Chỉ là trong hai mắt lại khó mà che giấu, mấy năm nay thật sự trải qua tang thương cùng cô tịch. Hắn vẫn như cũ cái kia đường vũ, nhưng hắn cũng không phải cái kia đường vũ rồi. Ngự không cười một tiếng, nói ra ngươi mục đích chứ. Đường vũ. Đường vũ ngưng mắt nhìn nó nói, ngươi là năm xưa hắc ám cửu đại lão tổ lúc ban đầu một trong, ta có chút nghi vấn, muốn còn muốn hỏi. Hừ, nếu như ta nếu là không nói sao. Ngự không tiếng hừ nói. Nó cũng là một vị hắc ám lão tổ. Dù là bây giờ không phải thời kỳ tột cùng rồi. Nhưng dù sao cũng vẫn là phải mặt mũi. Hơn nữa nhiều như vậy hắc ám tồn tại cũng đang nhìn đây. Đường Vũ nhìn nói liếc mắt, tự mình nói, đều nói diệt thế bàn là các ngươi chính vị hắc ám lão tổ liên thủ luyện chế. Nhưng mà, Đường Vũ thanh âm dừng một chút, trong mắt của ta cũng không phải là như thế. Vừa nói ra lời này, đông đảo hắc ám tồn tại cũng ồ lên đứng lên. Ngay cả trưởng khống giả đều nhìn về ngự không rất hiển nhiên nó cũng không biết rõ diệt thế bàn lai lịch nhưng vì chúng nó một đám hắc ám tồn tại đều cho rằng chỉ có cửu đại lão tổ liên thủ mới có thể luyện chế như vậy phát bảo nhưng hôm nay nghe đường vũ nói như vậy tự hồ thật giống như không phải như vậy ngự không quanh thân hắc ám khí tức khẽ rung lên hắc ám tổ địa cũng không phải chỉ một phe này vị trí mà là diệt thế bàn đường vũ trầm giọng nói Năm đó hắn từng bái kiến vô gian chi địa, hơn nữa còn nghĩ vô gian chi địa cùng mình hợp làm một thể. Có thể nói vô gian chi địa cũng là nhất phương ẩn nút thế giới. Hắc ám lúc ban đầu vị kia tồn tại đem hắc ám tổ địa luyện chế thành diệt thế bàn. Cũng chính là diệt thế trong mâm cái thế giới kia. Dĩ nhiên không phải nó bên trong ẩn tàng cái thế giới kia. Diệt thế bàn chỗ, liền có thể đem nhất phương hóa thành hắc ám tổ địa. Đường vũ cảm thụ ngự không hắc ám khí tức khẽ rung, nở nụ cười ta nói đúng không ngự không hừ một tiếng không đúng đường vũ không có lý tới nó mà là tiếp tục nói thực lực các ngươi rất mạnh nhưng lại luyện chế không ra diệt thế bàn như vậy phát bảo đông đảo hắc ám cũng hướng ngự không nhìn giờ phút này nội tâm của chúng có kinh đào hải lãng đang lăn lộn nếu quả thật giống như là đường vũ lời muốn nói như vậy như vậy diệt thế bàn rốt cuộc là ai luyện chế Chẳng nhẽ ở Hắc Ám lão tổ phía sau còn có này càng thêm nhân vật mạnh mẽ hay sao? Nhưng nếu như thật có, như vậy tại sao không xuất hiện? Lão tổ. Chưởng khống giả tự hồ muốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi. Ở một cái, các ngươi có thể trở thành Hắc Ám lão tổ, cũng cùng diệt thế bàn có liên quan chứ? Đường Vũ cười hắc hắc, không phải là các ngươi thành tựu diệt thế bàn, mà là diệt thế bàn thành tựu các ngươi nếu như đường vũ không có đoán sai là này từng cái hắc ám lão tổ tình cờ phát hiện được rồi diệt thế bàn cho nên từ ở bên trong lấy được rồi cường đại hắc ám lực lượng hóa thân trở thành hắc ám lão tổ sau đó bắt đầu lớn mạnh bọn họ thật sự ở chỗ này cũng chính là cái gọi là hắc ám tổ địa về phần ngay từ đầu diệt thế kia rất rõ ràng là bởi vì bọn họ sợ hãi sợ hãi sẽ có sinh linh vượt qua bọn họ cho nên mới diệt thế đương nhiên đây chẳng qua là ngay từ đầu nhưng sau đó hẳn chưa chắc sau đó rất có thể bọn họ cũng phát hiện theo bọn họ diệt thế diệt thế bàn sẽ cường đại một phần như thế đối với bọn họ mà nói này không nếm không phải là chuyện tốt diệt thế gần khống chế người khác lớn lên không người có thể uy hiếp được địa của bọn họ vị vĩnh viễn của bọn họ cao cao tại thượng chấp chưởng hết thảy không người nào có thể giết chết bọn họ. Mà thông qua diệt thế, diệt thế bàn cắn nuốt những tiêu diệt đó chúng sinh lưu lại một ít căn nguyên, cũng ở đây cường đại. Nhất cử lưỡng tiện. Ngự không ha ha cười lạnh một tiếng, ngươi nói đều không đúng. Đường vũ nhún vai một cái, vậy được đi. Ngược lại chẳng qua là ta suy đoán. Nhưng đường vũ biết rõ. Suy đoán của mình hẳn là 8-9 phần 10 nếu như ngươi tới nơi này chỉ là hỏi ta những thứ vô dụng này nói nhảm như vậy cho ngươi thất vọng ngự không nói đường vũ ta không khỏi không thừa nhận bây giờ ngươi rất mạnh rồi ngươi tự như có lẽ đã vượt qua năm xưa nó nhưng ngươi thật cho là mình đã vạn cổ vô địch không người nào có thể giết chết ngươi sao đường vũ khinh thường cười một tiếng ta cho tới bây giờ không có cho là ta là vạn cổ vô địch về phần giết chết ta có lẽ chỉ có nhân có thể nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi bởi vì bây giờ các ngươi tự hồ cũng đã không xứng trở thành đối thủ của ta rồi nhất là ngươi lời này để cho ngự không khí tức quanh người lại vừa là rung lên cũng quá xem thường người nhóm người mình giàu gì cũng là hát ám lão tổ chấp chưởng vạn cổ chư thiên chí cao vô thượng tồn tại nhưng mà ở trong mắt đường vũ lại cái gì cũng không phải nhưng không thừa nhận cũng không được bây giờ đường vũ đã nhảy ra này của bọn họ phương cái ao Lấy đường vũ bây giờ tu vi, muốn chân chính giết chết hắn, đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Khi sợ sẽ là còn lại ngủ say tám vị lão tổ toàn bộ tỉnh lại, cũng đã chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhiều năm như vậy, ngự không lần đầu cảm thấy vô lực. Ngự không trầm mặt một chút, có lẽ là chúng ta quả thật không giết được ngươi, nhưng ta muốn luôn có người có thể tiêu diệt ngươi. Là diệt thế bàn chân chính chủ nhân sao? Đường Vũ nói lời kinh người nói nhất thời một đám hắc ám ồ lên đứng lên toàn bộ đều nhìn về ngự không nhất là hắc ám nội tâm của trưởng khống giả càng là vô cùng phức tạp ở trong bóng tối nhiều năm như vậy nó lại không biết rõ ở hắc ám lão tổ phía sau còn có này một vị càng kinh khủng hơn tồn tại thậm chí ngay cả diệt thế bàn đều là nó thật sự tế luyện ta cao xem các ngươi rồi lấy thực lực các ngươi muốn tiếp xúc nó tự hồ không phải dễ dàng như vậy thậm chí ngay cả các ngươi có lẽ cũng chưa chắc bái kiến nó chứ. Thực ra đường vũ này chính là một cái dò xét. Hắn muốn muốn biết rõ hắc ám lão tổ đợi tồn tại, là có hay không bái kiến lúc ban đầu vị kia hắc ám tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tự hồ cũng không từng bái kiến. Hơn nữa đường vũ cũng cho là mình suy đoán không có sai. Tuyệt đối là hắc ám lão tổ đám người tình cờ tiếp xúc đến diệt thế bàn từ đó ở diệt thế bàn tản ra hắc ám khí tức khiến chúng nó xảy ra trời lật phúc địa biến hóa hóa thân trở thành hắc ám lão tổ ngự không cười lạnh đường vũ ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh cái gì chú ý nó hừ một tiếng tiếp tục nói như lời ngươi nói ta không hiểu về phần diệt thế bàn là chúng ta liên thủ luyện chế vào lúc này vẫn còn ở chối làm đường vũ là ngu xuẩn sao đường vũ nở nụ cười được rồi Ngươi nói cái gì là cái gì? Hắn hướng hắc ám tổ địa dò xét một vòng. Trực tiếp từ giữa không trung bay xuống xuống. Quanh. Đông đảo hắc ám không khỏi lui về phía sau. Mặc dù chỉ là một tia khí tức hóa thành hư ảo thân thể. Nhưng như cũ giống như là một tòa vô hình đại sơn như thế, chèn ép hắc ám đông đảo tồn tại, không dám để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ đường vũ rất rõ ràng đã biết hắc ám tổ địa vị trí. Ai biết rõ câu nói kia để cho hắn mất hứng. Trực tiếp lấy bản thể sát tiến tới. Đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản đường vũ. Kinh khủng toàn bộ hắc ám tổ địa cũng sẽ bị triệt để đánh tan. Về phần này của bọn họ nhiều chút hắc ám tồn tại, càng có thể vĩnh tịch. Dựa vào diệt thế bàn bọn họ quả thật có thể sống lại. Nhưng không giới hạn chết ở đường vũ trên tay. Chết ở đường vũ trên tay, đó là chân chính chết đi, hoàn toàn xong con bê ngay cả ngự không cũng âm thầm lui một bước. Đường vũ chỉ hắc ám trưởng khống giả nói, Người tốt nhất ràng buộc tốt bọn họ, ta một đạo hóa thân tồn lưu bên ngoài. Ai muốn đi ra hắc ám tổ địa, ta liền giết chết nó. Một đám hắc ám tồn tại cúi đầu một câu nói không dám nói. Về phần hắc ám trưởng khống giả chỉ cảm thấy như thế sỉ nhục. Lại bị nhân chỉ, uy hiếp. Hết lần này tới lần khác nó còn không dám nói gì. Thật lâu nó mới hì hục quắc bụng nói, đường vũ ngươi không nên quá mức phân. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Đường vũ nhìn đông đảo hắc ám tồn tại cười hắc hắc, nếu như không tin, các ngươi tự ra tới thử một lần. Đông đảo tồn tại ai cũng không nói gì. Đường vũ bóng người càng phát ra trở thành nhạc. Cuối cùng ở bọn họ trước mắt biến mất. Nhìn đường vũ thân ảnh biến mất rồi. Chưởng khống giả phẫn nộ bạo nổ quát một tiếng, khinh người quá đáng nhưng bắt nạt lại có thể thế nào nhân gia bây giờ đường vũ quả thật có thực lực này rồi thế đạo thay đổi đã không phải bọn họ hắc ám quản lý việc nhà làm chủ thời điểm giờ khắc này ở đường vũ trước mặt cường đại toàn bộ đều cúi đầu làm tiêu tan dừng một chút vốn là còn có một chút gia hỏa có chút nhảy lên quả thật muốn muốn đi ra ngoài đi bộ một chút nhưng bây giờ dù là khiến chúng nó đi cũng sẽ không đi nha hay là ở hắc ám tổ địa đợi an toàn. Có lẽ đợi đến lão tổ tỉnh lại, lão tổ cũng tin tiếng đây. Đến lúc đó liền có thể giết chết Đường Vũ rồi, cũng nói không chừng đấy chứ. Đường Vũ sở dĩ làm như thế, chính là chấn nhiếp một chút hắc ám tổ địa, để cho những thứ kia hắc ám tồn tại khác không việc gì đi ra ngoài mù đi bộ. Vạn nhất bọn họ thật đi ra ngoài đi bộ, hơi có không vừa ý phương, bọn họ cũng sẽ khả năng hủy thiên diệt địa ở một cái, hắn cũng không muốn bây giờ liền cùng hắc ám tồn tại trực tiếp quyết chiến. Ở trong hỗn độn nhất mắt nhìn đi. Bốn phía trải rộng tinh thần như thế minh sáng. Có lẽ chỉ có một ngày bọn họ cũng sẽ rơi xuống, có thể tối thiểu vào giờ khắc này, bọn họ chiếu sáng con mắt của mình. Đường Vũ suy nghĩ diệt thế bàn cùng với một ít hắc ám tổ địa sự tình. Đối với diệt thế trong mâm cái kia nói hắn vô cùng hiếu kỳ. Có thể bây giờ thực lực của hắn lại không đến gần được nếu như tự mình nói đại thành, ở đem cái kia nói nuốt chửng lấy. Không thể không nói ý tưởng của đường vũ thật có nhiều chút ý nghĩ hảo huyền, vô cùng lớn mật rồi. Bây giờ hắn căn bản đều không cách nào chống lại cái kia nói, lại còn như muốn chiếm đoạt, hóa thành tự mình nói chất dinh dưỡng. Nhìn tối minh sáng cái ngôi sao kia, đường vũ trực tiếp lắc mình mà vào. Thần niệm động một cái. Ngôi sao này đầy đủ mọi thứ cũng có hiện tại hắn trong đầu. Thiên vực hành tinh cổ này tên nhưng là một mảnh tràn đầy sát phạt cổ tinh nơi này vạn tộc mọc như rừng đại chiến không thôi đường vũ tiến vào một nơi trong thành trấn tiến vào hành tinh cổ này thực ra hắn cũng muốn thử vận khí một chút nhìn một chút có thể hay không tìm được huyên nhi hạ xuống đương nhiên hắn thấy hy vọng không lớn có lẽ cũng có thể sẽ đụng phải một người khác huyên nhi. Dù sao nàng tồn ở bất kỳ một cái nào kỷ nguyên mỗi một cái không gian. Cổ kim tương lai đều có nàng bóng người. Bốn phía hàng trong âm thanh tiếng trao hàng bên tai không dứt. Đường vũ ở một nơi bán đường vũ địa phương ngừng lại. Rất nhiều năm rất nhiều năm lúc trước cái kia gọi là tuyết nhi tiểu nha đầu thích ăn nhất kẹo hồ lô rồi. Ông chủ tới một chuỗi đường hồ lô. Đường vũ nhẹ nhàng nói. Nắm kẹo hồ lô đường vũ dùng sức cắn xuống một cái. Một cổ khổ sở ê ẩm cảm giác trong nháy mắt mà tới. Hắn xì một tiếng, đem trong miệng kẹo hồ lô phun ra ngoài. Đã không phải thì ra cái mùi kia rồi. Có thể thì ra cái mùi kia, có lẽ chỉ là bởi vì bên người có những người đó đi. Bây giờ ra cho dù là một vật, cũng không giống lấy trước kia như vậy ăn ngon rồi. Bên ngoài thành phản phất có tiếng chém giết truyền tới. Mơ hồ có thể thấy đại chiến dư âm. Nhưng mà bên trong thành mọi người tự hồ đã sớm thấy có lạ hay không? Chỉ là lại có nhân không khỏi cảm thán xúc nô thế đạo nha. Không biết rõ lúc nào chúng ta cũng sẽ chết. Được rồi, sống một ngày là một ngày đi, muốn những thứ kia không có dùng. Từ trên mặt mọi người nhìn thấu một đám bình tĩnh chết lặng. Loại này chết lặng lại mang một đám bi ai. Sinh hoạt tại như vậy trong loạn thế, ngoại trừ thiếu hứa cường đại tồn tại, những người còn lại cũng không qua là con kiến hôi một loại tồn tại. Không biết rõ lúc nào sẽ chết đang chiến đấu vô ba bên trong nhất là đối với người bình thường càng phải như vậy đường vũ ở nhuộm đẫm đầu đường đứng một hồi tiếp tục hướng phía trước đi xuyên qua cái kia đường phố ở đi về phía trước ra vài trăm thước từng trận hôi thối đánh tới ven đường khắp nơi đều là một ít áo không đủ che thân thi thể có quá mức thậm chí đã hóa thành trắng ngần bạch cốt có cái gì đã thối rửa tản mát ra từng trận hôi thối khí tức cách đó không xa một người đang dùng lực về phía trước nằm đang dùng dằn sinh mệnh một thắc cuối cùng kia là sinh mệnh bất khuất nhưng sinh mệnh tức giận cũng đang không ngừng tắt sau lưng hắn là mấy tên ăn mày theo sát tự hồ liền đang chờ người này nuốt xuống một hơi thở cuối cùng sau đó bọn họ liền xông lên phía trước đem quần áo của hắn thậm chí còn một ít vật phẩm đáng tiền cướp hết sạch quả nhiên không ra đường vũ đoán kèm theo người kia nuốt xuống một miếng cuối cùng tức mấy cái ăn mày ùa lên thậm chí vì tranh đoạt một bộ quần áo với nhau ở ra tay đánh nhau gâu 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 xa xa có chó hoang gào thét cơ trí chó hoang vì một cục xương cũng xé cắn nhìn một chút mấy cái ăn mày lại nhìn một chút kia mấy con chó hoang những tên khất cái này cùng cái này mấy chó hoang khác nhau ở chỗ nào sao tự hồ cùng này mấy con chó hoang như thế đều tại tranh đoạt không có thịt xương đường vũ không có ngừng lưu tiếp tục hướng phía trước bước mà đi có người nhìn đường vũ mắt lộ ra hung quang càng có một ít nhân âm thầm nắm đao theo sau tự hồ đưa hắn coi là một cái dê béo muốn cướp bóc hắn mà bốn phía một số người chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt hướng về phía hết thảy tự hồ sớm đã thành thói quen hành tinh cổ này thật đúng là để cho người ta không thích nha đường vũ chậm rãi nói thế gian xấu đẹp tương đối có lúc nhìn rồi quá nhiều mỹ lệ từ đó đi bỏ quên thế giới xấu xí nam tử tóc trắng con mắt hiện lên cũng tỉ như một người từ đầu đến cuối đều tại làm việc tốt đột nhiên làm một chuyện xấu như vậy hắn biến thành người xấu là như thế bởi vì những người đó chỉ có thể tiếp nhận hắn tốt đẹp một mặt lại không cách nào nhịn được bất kỳ một chút đối với bọn họ không khá một chút ngược lại cũng là như vậy nam tử tóc trắng thở dài một cái năm xưa chúng ta cái kia kỷ nguyên so với cái này càng phải tàn khốc càng phải máu tanh khi đó ta mang theo cái kia tiểu nha đầu thật nhiều lần cũng bị người ta tóm lấy thậm chí thiếu chút nữa không có bị một số người ăn nói đến những khi này nam tử tóc trắng trong mắt hiện lên một tia tưởng nhớ thậm chí còn mang theo tia tia tiếu ý vô luận đi qua biết bao đau khổ làm có một ngày ngươi mang theo mỉm cười nhớ lại như vậy cũng liền bình thường trở lại kia hết thảy cũng đều không trọng yếu đường vũ quay đầu nhìn một cái mấy cái ăn mày đã từng chúng ta cũng là bọn hắn nha nam tử tóc trắng ha ha cười lớn nhưng bọn hắn như vậy mãi mãi cũng là bọn hắn mãi mãi cũng không thành được chúng ta nghe vậy đường vũ nở nụ cười lúc này một tên ăn mày ngân sặc leo đến đường vũ chân một bên kéo hắn ống quần không ngừng khẩn cầu đến mau cứu ta van cầu ngươi mau cứu ta ở cách đó không xa còn có mấy tên ăn mày cũng không có hảo ý nhìn này tên ăn mày từ trong mắt bọn họ thấy được lạnh lùng quang mang. Nhìn dưới chân này tên ăn mày. Đường vũ đi lên chính là một quyền, trực tiếp cho cái kia ăn mày đánh ngây ngẩn. Ngược lại hắn ôm đầu, cuộn tròn thân thể, ô ô khóc. Đường vũ lần nữa tiến lên, nói ra tóc hắn, lại vừa là một quyền. Ô ô ô, vang cầu ngươi, tha ngươi, tha ta. Cái kia ăn mày run lẩy bẩy, đang không ngừng cầu vòng quanh. Đường vũ kéo tóc hắn, để cho hắn ngẩng đầu nhìn chính mình ta đánh như vậy ngươi tại sao ngươi không hoàn thủ đường vũ nhìn cái kia ăn mày hỏi cái kia ăn mày không dám cùng đường vũ đối mặt trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô âm trong mắt có bất lực nước mắt hạ xuống van cầu ngươi tha ta ta sai lầm rồi tại sao ngươi không hoàn thủ đây phanh đường vũ lại vừa là một quyền đánh vào này tên ăn mày trên mặt bốn phía một số người vốn là còn có chút không có hảo ý nhưng mà thấy một màn như vậy cũng âm thầm thối lui trả đũa nhỉ đường vũ không ngừng hướng về phía ăn mày vung quyền không ngừng hỏi hắn tại sao ngươi không hoàng thủ ta đang đánh ngươi thì sao nam tử tóc trắng thở dài một cái vô dụng hắn đã thành thói quen thấp như vậy tiện chính mình ngươi không gọi tỉnh nội tâm của hắn nhiệt huyết cùng chiến đấu trả đũa nha không hoàng thủ ta sẽ đánh chết ngươi. Đường vũ không có lý tới nam tử tóc trắng, như cũ vẫn còn ở từng quyền từng quyền đánh này tên ăn mày, tại sao ngươi không hoàng thủ? Ta đánh như vậy ngươi, tại sao ngươi không hoàng thủ, không hoàng thủ ta sẽ đánh chết tươi ngươi. Cái kia ăn mày không ngừng ô ô khóc, cầu vòng quanh. Cuộn tròn thân thể, ông đầu không nhúc nhích. Phanh. Đường vũ một cước đá tới. Ăn mày trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, hắn ô ô nghẹn ngào khóc trống còn đang không ngừng cầu vòng quanh vang cầu ngươi tha ta ta sai lầm rồi làm dơ quần áo ngươi có lẽ hắn thấy chỉ là bởi vì làm dơ quần áo của đường vũ cho nên mới bị như vậy hành hung đi bởi vì sự tình như thế hắn không phải là không có trải qua ta cho ngươi trả đũa trả đũa đánh ta đường vũ nhìn giống như một bãi bùng nát như thế ăn mày cuốn rút vào tràn đầy bùng lầy dơ bẩn trên đường Phản phất cùng những thứ này bùng lầy cũng hợp làm một thể. Đã không biết là bùng lầy hay lại là ăn mày. Bốn phía có quần áo gọn gàng tịnh lệ nhân, cũng cách nơi này xa xa. Tự hồ sợ hãi những thứ này bùng lầy sẽ dơ bẩn chính mình dày. Đường vũ nói ra hắn, đem hắn kéo lên, ta đang nói một lần, ngươi không hoàng thủ ta sẽ đánh chết ngươi. A. À. Ăn mày phẫn nộ bạo nổ quát một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân nuôi đường vũ xuống. Sau đó một quyền đánh vào đường vũ lồng ngực. Ăn mày như cũ vẫn còn ở ô ô nghẹn ngào, chỉ là trong mắt tràn đầy tuyệt vọng quang mang. Phản phất ở tuyệt vọng kiềm chế hạ tới cực điểm xuất thủ. Hắn con mắt yếu ớt nhìn Đường Vũ, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Chỉ là hắn lại dùng dằng đứng lên. Nhưng mà nhìn kỹ bên dưới, cả người hắn đều rung rẩy đến, tự hồ gió thổi một cái sẽ ngã xuống như thế. Đường Vũ nhìn hắn, trong lúc bất chợt nở nụ cười. Hắn một cái kéo qua này tên ăn mày, đi tới một bên một đống rác nơi. Bất kể là cái gì, hốt lên một nắm, đường vũ nhét vào trong miệng mình. Ngược lại hắn lần nữa hốt lên một nắm nhét vào này tên ăn mày trong miệng. Ăn mày trong miệng phát ra tiếng ô ô âm. Đường vũ nhai nuốt trong miệng rác rưởi nuốt xuống. Ngược lại hắn đi về phía một bên, từ một cái chết đi trên người cởi xuống quần áo của hắn, qua loa khoác ở ăn mày trên người. Đường vũ nhìn hắn, thực ra sống tiếp rất đơn giản. Nếu như mình không đi giải dụa, không có ai cứu được ngươi. Cái kia ăn mày trong miệng như cũ còn có những thứ kia rác rưởi, chỉ là miệng hắn lại không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn đường vũ. Thần hồn bên trong phản phất có tiếng thở dài âm đang vang lên. Khi đôi con mắt nổi lên một tia tâm tình rất phức tạp, ngược lại dần dần không nhìn thấy lại đi. Như vậy quần áo có thể mặc, những thứ này đều là thức ăn đường vũ đem cái kia ăn mày đẩy tới những thứ kia rác rưởi nơi cái kia ăn mày ngây ngốc thật lâu đột nhiên ô ô khóc ồ lên ngược lại nắm lên những thứ đó điên rồi như thế hướng trong miệng mình bỏ vào nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha